Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Giáp Ngọ 2014, tại pháp hội niệm Phật A Di Đà Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật hàng tuần. Hôm nay có nhân duyên lành chư tôn đức tăng ni cầu hội về rất là đông, và cũng có một số quý Phật tử ở bên nước ngoài nghe tin chúng tôi sau chuyến đi hoằng pháp ở Hoa Kỳ trở về lại, cũng có một số quý Phật tử ở nước ngoài. Hôm nay cũng có gia đình của vị Phật tử ở bên Tiệp về phát tâm cúng dường phóng sanh 100 triệu và được nghe những băng đĩa của chúng tôi, cho nên hôm nay về đây tham dự và có hai cái vòng hoa lên đeo. Vì vậy xin mời gia đình lên bên trên cùng với hai đứa con. Quý vị cho chàng pháo tay. Đứng đằng trước. Bên kia cũng ở đây. Thưa quý vị, gia đình bên Tiệp về lại Việt Nam lên trên pháp hội Quan Âm Tịnh Thất nhân ngày chúng tôi giảng chuyến đi hoằng pháp bên Hoa Kỳ về. Gia đình ngưỡng mộ chúng tôi qua băng đĩa trên trang web vô lượng thọ.vn. Nhưng hôm nay được về phát tâm cúng dường phóng sanh 100 triệu. Hôm nay chúng ta làm phóng sanh trên này 50 triệu. Và sáng ngày 19 tháng 6, sau khi lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm xong, phóng sanh thêm một 50 triệu nữa. Đây là gia đình Phật tử phát Bồ Đề Tâm, có tín tâm và tin cái phương pháp phóng sanh của pháp hội. Chúng tôi đại diện cho chư tôn đức tăng ni ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho gia đình, tin tưởng vào công đức phóng sanh, thân không bệnh hoạn, thọ mạng kéo dài, khi lâm chung thọ mạng hết, được Đức Phật A Di Đà tay cầm đài vàng, Đức Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu rưới nơi đầu, Đức Thế Chí cầm kim đài để tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, trong 8 tuần lễ chúng tôi sang Hoa Kỳ để hoằng pháp, quý Phật tử ở nhà không biết có nhớ thầy không? Có bà cụ đó, bà nói con đếm từng ngày từng giờ, thầy đi bao nhiêu ngày con đếm từng ngày từng giờ, thấy tội nghiệp.
Thưa quý vị, coi như từ trước đến giờ đi cũng khá nhiều các nước trên thế giới. Tuy nhiên, sau 3 năm ở lại tỉnh thất cũng như ở khu chuyên tu tu tập, rồi chuyến hoằng pháp ở Hoa Kỳ đợt này thì tương đối là khá thành tựu, tương đối là thành công viên mãn. Và chúng tôi còn nguyên vẹn trở về. Khi chúng tôi trở về lại thì hôm trước thứ ba có lên đây thăm lại thì thấy các chú giỏi lắm. Trong 8 tuần lễ, các chú ở tại Pháp hội lo rất là chu toàn. Các cụ ở đây thấy càng ngày một đông hơn, chứ không phải chúng tôi đi hoằng pháp ở hải ngoại mà các cụ bỏ đi về. Chúng tôi về hỏi lại thì các chú nói hôm nay các cụ nhớ thầy lắm, các cụ lên đây đến 950 người rồi. Thì chúng tôi hỏi có cụ nào vãng sanh chưa, thì các chú nói mới làm 2 cái phòng vãng sanh mới, các cụ chết nhiều lắm. Chúng tôi nói theo Phật về với Phật chứ sao chết, người vãng sanh đâu có chết. Người vãng sanh sống mà về với Phật chứ không có chết. Chúng tôi lên thấy các chú sửa sang làm lại rất là trang nghiêm, rồi các chú báo lại hiện tại thường trụ đến 1.500 người rồi. Thì chúng tôi thấy một cái pháp hội nhỏ bé nằm lưng chừng núi voi, không phải là chùa cao Phật lớn. Tuy nhiên mọi người đến đây thấy cái sự an lạc thật sự. Nếu mà họ ở đây giống như là ở trong địa ngục, họ ở đây giống như là một cái cảnh mà làm cho họ buồn phiền khổ đau, thì chắc là họ sẽ ra về hết rồi. Tuy nhiên ở nơi này dung chứa và che chở trợ duyên cho những người có tấm lòng cầu nguyện để khi mãn báo thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới cực lạc. Đây là một cái trạm trung chuyển. Chúng tôi nói đây gọi là cái trạm trung chuyển người về Tây Phương cực lạc. Thì thưa quý vị, khi chúng tôi về lại thì thấy các chú trong những cái bang để mà phục vụ lo lắng đó. Nhất là chúng tôi ghé qua bên cái chỗ làm tàu hũ á, làm tàu hũ. Các chú nói lúc trước đậu hũ 1 tháng là 65 triệu, tương đương với 3.500 đô la Mỹ. Nhưng hôm nay các chú mua đậu về làm cho nên giá thành nó sụt xuống còn 25 triệu thôi. Và chúng tôi bước vào, các chú nói thầy bữa nay làm đậu hũ rất là lợi, có sữa cho các cụ uống, mà các cụ ở chùa mình già nhưng mà uống sữa dữ lắm. Các chú đưa chúng tôi một ly uống rất là ngon. Các chú đứng làm đậu hũ rất là nóng nực, và trong cái bếp đó rất là nóng, các chú đứng làm ép đậu hũ ra, chúng tôi đứng coi. Chúng tôi cũng không nghĩ vì sao các chú còn trẻ mà hy sinh cuộc đời tuổi thanh xuân của mình, đáng lẽ các chú phải ở bên ngoài đời để xây dựng một tổ ấm gia đình, có một công ty, có một xí nghiệp, có một công việc làm ăn để kiếm tiền sinh sống. Đó là cái nguồn tư tưởng của những người thanh niên trẻ là như thế. Mà không biết sao các chú lại vào trong chùa và hàng ngày lo lắng phục vụ, không biết mỏi mệt mà phục vụ thì không có lương bổng. Phục vụ với một tinh thần rất là hoan hỷ,
Thì chúng tôi nghĩ đây là những vị Bồ Tát thể hiện trong cõi đời này mới dám làm được việc này. Vì vậy chúng tôi hôm nay về thì rất là tán thán các vị Bồ Tát trẻ lo lắng cho Bồ Tát già, rồi lo lắng cho Bồ Tát Ni nữa, rồi lo lắng cho các vị Bồ Tát cư sĩ mỗi ngày Chủ Nhật đều có về niệm Phật. Chúng tôi hỏi lại, mỗi ngày Chủ Nhật Thầy không có giảng, Phật tử có đến không? Kêu rằng không đông bằng Thầy giảng, nhưng mà Phật tử vẫn đến để lo lắng cho Pháp hội, và mỗi Chủ Nhật đều có cúng dường trong thùng Tam Bảo, vẫn nuôi đủ các cụ. Thì chúng tôi mới nói như vậy thì Thầy vãng sanh yên lòng rồi. Cái nghĩa không có ở nhà mà Phật tử vẫn về tu tập đều đặn 4 ngày Chủ Nhật, vẫn nuôi đủ các cụ và thỉnh thoảng còn dư ít tiền để đi in kinh phóng sanh. Thì chúng tôi nghĩ lại trong 7 năm qua, từ 2007 đến 2014, gây dựng đạo tràng này và đã đưa cái pháp môn tịnh độ đến với quý vị, làm cho quý vị có một cái niềm tin khi chúng tôi không có tại pháp hội giảng mà quý vị vẫn về để sinh hoạt tốt. Thì đây là cái cách mà phục vụ của các chú rất tốt. Cho nên cảm đến tấm lòng của quý Phật tử khi không có vị trụ trì ở nhà và cũng không có thầy nào đến đây giảng cả, nhưng mà Phật tử vẫn về đông đủ. Đây là cái đạo tràng chúng tôi thấy tương đối là thành tựu. Cho nên hôm nay chúng tôi về lại đó thì cũng có mang một số quà. Quà nhưng mà không phải đô la đâu. Bữa nay đô la đổi ra ngân khiếu thành kinh sách đĩa hết trơn rồi. Đổi ra thành ngân phiếu kinh đĩa sách. Hôm nay có tặng quý vị cái cuốn Tịnh Độ Vấn Đáp. Năm 2000 chúng tôi ở chùa Hoằng Pháp mấy tháng chúng tôi có biên soạn cái cuốn này. Mãi đến hôm nay chúng tôi có in ra 50.000 cuốn để cho Đại Tùng Lâm 40.000 cuốn và ở đây 10.000 cuốn. Và có thêm được cái đĩa ở Oregon. Tuy nhiên những cái đĩa bên Cali với Atlanta làm nhưng mà không kịp. Trong một tuần nay chúng tôi về thì không có đi đâu cả và không có nhận giảng ở đâu, để chúng tôi tập trung làm được một số những cái đĩa để gửi lên cho quý vị xem. Đêm hôm qua quý vị có xem cái đĩa ở bên Cali đến từ 6:30 đến 10 giờ tối không ạ? Hôm qua quý vị xem có hay không? Tối nay có cái đĩa bên Atlanta còn hay nữa. Thưa quý vị, trong chuyến đi Hoằng Pháp ở Hoa Kỳ, một điều mà chúng tôi luôn luôn nhắc đến đó là hành trang cho người mang theo về cực lạc. Vì chúng tôi về lại đây thì thấy các chú đưa một số những cái đoạn phim và một số những Phật tử mà khi họ mất để lại những căn bệnh rất là hiểm nghèo. Tuy nhiên ban hộ niệm cật lực hộ niệm cho họ ra đi trong cái hoàn cảnh thọ tướng cũng tốt đẹp. Các chú quay một số những đoạn phim chúng tôi nhìn chúng tôi thấy nó rùng mình rợn óc. Cho nên sáng hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những hành trang nào để chúng ta mang theo về Tây Phương Cực Lạc khi thọ mạng hết. Suốt trong 7 cái tiểu bang chúng tôi đi, chúng tôi đều nói đến điều này. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến quý vị cái đề tài hành trang để mang theo về Tây Phương Cực Lạc. Lúc trước chúng tôi có nói hành trang để dành cho ngày cuối, nhưng ngày cuối thì nó chưa có rõ ràng bằng mang về Tây Phương Cực Lạc là những hành trang gì. Thưa quý vị, ở trong chuyến đi Hoằng Pháp ở Hoa Kỳ thì những tiểu bang chúng tôi đi qua, hầu như là toàn bộ những người đó được xem qua những chiếc đĩa này.
Đây là một đợt hoằng pháp để khảo sát thử coi những cái đĩa của pháp hội mình hàng ngày chúng tôi đã cật lực đề xướng làm để đăng tải lên trang web vô lượng thọ.vn. Không biết cái sức ảnh hưởng nó ra sao. Và mình bỏ cái đồng tiền ra mua máy móc đầu tư để giảng, và trong những đêm khuya cũng như là một tuần đây là chúng tôi ngủ có 2-3 tiếng, 1 giờ khuya dậy để làm đĩa. Vì sao chúng tôi có cái niềm vui này? Vì chúng tôi thấy cái tác dụng của những cái chiếc đĩa này được đăng tải trên trang web vô lượng thọ.vn nó có hữu hiệu. Là khi đi qua những cái tiểu bang của Hoa Kỳ thì thấy hầu như 99% họ được xem băng đĩa của chúng tôi. Cho nên khi họ nghe chúng tôi đến mở một cái pháp hội tại một cái hội trường nào đó thì họ văn tập về rất đông. Cho nên đây là một cái sự hoằng pháp được truyền tải qua Internet, đưa lên những cái trang web. Mà hôm nay chúng tôi đặt những cái server trang web ở Sài Gòn tương đối là khá lớn, có tầm cỡ để nó đăng tải những cái bài giảng chúng tôi, những tin tức, những hình ảnh mà không có đứng nữa. Cho nên sau khi chúng tôi về lại thì chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Có những buổi giảng được làm những cái chiếc đĩa này kỹ càng hơn. Vì những người Phật tử kiều bào xa quê hương, hàng ngày họ làm lụng cực khổ, tối họ về họ được xem những chiếc đĩa này. Đó là một món ăn tinh thần của họ rất lớn. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đến một cái tiểu bang đầu tiên, đó là Washington, mà không phải là Washington DC ở chỗ tổng thống ở, mà này là Washington không thôi, ở thành phố Seattle. Thì đây là tiểu bang đầu tiên chúng tôi đặt chân ở đây. Mà tiểu bang này thì nó mưa rất là nhiều, nó mưa gần như là thúi đất. Thì khi chúng tôi đến đây để mở một cái pháp hội trong một cái nhà hàng, mà cái nhà hàng này thì họ sát sanh rất là nhiều. Khi vào trong đó thì cái âm khí nó rất là nặng. Và sau một ngày thứ sáu tối đến 10 giờ là chúng tôi trang trí xong cái pháp hội. Giờ sau chúng tôi sẽ làm cái đĩa này để đưa lên. Thì ông chủ nhà hàng, ông đến ông nhìn, ông kêu sao bữa nay nhà hàng của ông đẹp quá, Phật đồ ở trong này đẹp quá. Ông không ngờ cái nhà hàng ông mà chúng tôi trang trí nó đẹp như thế. Đưa lên một cái bộ tượng Tam Thánh Di Đà Quan Âm Thế Chí 1m7 màu vàng của anh Đức Trí. Gia đình ảnh có cái bộ tượng á, ảnh mời chúng tôi đến ăn vị. Chúng tôi nói thầy chưa có tượng để làm pháp hội, thôi thầy ăn vị xong rồi thầy thỉnh Phật lên trên pháp hội luôn. Ông kêu ừ dạ được. Và chúng tôi thỉnh lên trên đó, thiết đặt cái pháp hội rất là trang nghiêm. Và bữa đó chúng tôi tổ chức thì có một cái ông đó, ông người Tàu mà nói tiếng Việt được. Đây là một mẫu người mà làm chúng tôi ấn tượng khi về Việt Nam, chúng tôi phải đem ra để chia sẻ với quý vị. Mẫu người này làm cho chúng tôi ấn tượng. Và đây là cũng mẫu chuyện rất là thực tế, mà khi ông không chuẩn bị cái hành trang cho cuộc đời của mình mà tạo nhiều tội lỗi, cho nên thành ra cuộc đời của ông gặp rất nhiều cái nghiệp chướng nó đeo mang. Thì có một anh thanh niên dắt vào nói thưa thầy, ông này là ông Lâm. Lúc trước là ông quay heo với quay dịch, và có đưa cho chúng tôi thấy cái tấm hình đó. Và những con heo con á, ông bắt ông mổ bụng ra. Ở bên Mỹ ít có người sát sanh ăn đồ hộp, mà sao là ông này ông sát sanh. Không biết ông mua heo đâu có mà ông mổ bụng ra, ông môi ruột, ông quay. Cái nhìn thấy cái hình này, dịch gà heo ông quay. Thì lúc trước ông làm ăn cũng có tiền lắm. Và vợ con, đặc biệt ông này ông có người vợ rất là đẹp. Bởi vì những người Phật tử vô tham dự biết ông này, ông ở tại nơi Seattle. Và khi ông có tiền thì ông lo lắng cho con cái, vợ con.
Bởi vì ông quay heo quay vịt trong một thời gian cũng 9 năm, cho nên tiền khá nhiều, mua nhà cửa xe cộ đồ tương đối khá giàu. Nhưng mà khi bắt đầu ông lâm bệnh thì vợ bỏ. Thì đứa con nó lớn lên khoảng 18 tuổi bên Mỹ thì nó đi theo trai, theo bạn gái, không đối hoài đến ông nữa. Thì lúc này ông ân hận và ông muốn uống thuốc tự tử ông chết. Thì gặp một anh thanh niên này cũng có cái tâm tốt, và nói cái hoàn cảnh ông bệnh hoạn và đưa lên trên chính phủ. Chính phủ cho ông được 750 đô một tháng, và cho một cái hai người này mướn một cái căn phòng để ở. Thì nghe chúng tôi mở pháp hội đi đến thì chú thanh niên này nói rằng cái hoàn cảnh của con sau làm ăn nó cũng không được tốt lắm, và cái ấn tượng con nhớ nhất là cái lúc con đi vượt biên á, hết lương thực rồi cho nên con ăn thịt người, người này giết người kia, mà cái mạng con lớn á, người ta chưa giết đến con là con lên tới bờ rồi được người ta vớt rồi, cho nên thành ra con ăn thịt người nhiều lắm, cho nên người ta chưa giết con mà con giết họ ăn thịt người chứ không thôi không có sao sống được, hết lương thực đi lên đến giữa biển. Bây giờ thầy quy y cho mấy con gà, chứ giờ ông ngồi đây mấy con gà nó theo nó cứ mổ nó cắn, rồi con vịt nó cắn, con heo nó dí nó cắn ổng. Ổng đi mà cái chân ổng nó cứ giật giật vậy nè. Bởi vì con heo nó cắn mà mình không có thấy, nhưng mà ổng thì ổng thấy nó cứ cà giật cái chân lên. Mà ổng mình thấy cái chân ổng cà giật lên, ổng nhìn nhìn ra sau giống như là con heo chạy theo ổng. Ông nói tôi biết rồi, tôi sợ lắm. Ông nói tiếng Tàu, tôi biết rồi, tôi sợ lắm, tôi không có dám nữa đâu. Thôi tôi đâu có giết nữa đâu, mà sao các vị cứ đi theo cắn tôi miết vậy. Ông vô tới pháp hội, ông ngồi mà ông cứ đi vòng vòng cho không có ngồi yên được. Ở lúc đó chúng tôi buổi chiều bắt đầu mới quy y cho các vị Phật tử hương linh thai nhi. Thì quy y xong thì thấy mấy con này là không có cắn nữa, ông kêu nó bớt cắn à. Mà ngày đầu thì cái anh thanh niên nó phải dắt ông đi, chứ ông đi một mình không được. Ông đi là ông té, bây giờ nó cắn cho nên ông té. Bước sau ngày thứ hai, ông mặc đồ lên nhìn thấy nó khác quá, ông đi một mình ông đi vô. Giống như Phật tử đi tham dự pháp hội á. Thầy hỏi, ủa, phải ông này là ông Lâm hồi hôm qua heo cắn ổng không? Kêu ổng đúng rồi đó, ông về ông tắm rửa, ông mặc đồ vô ngon lành rồi, ông đi vô thấy bữa nay đi một mình được rồi. Ông đi vào bên trong, ông tham dự trong một ngày Chủ nhật, trong một cái pháp hội. Thì ông về lại, ông mừng lắm, ông kêu thôi thầy cạo đầu cho con đi. Con nghe theo lời thầy rồi, con về con niệm Phật. Mấy hôm trước nó cắn, con ngủ không có được, hôm nay con đến đây con tham dự, con mừng quá. Thì lúc đó đâu có dao đâu, lấy cái dao cạo râu chỉ nhá nhá hai ba cái để làm có làm phép vậy, rồi về cái chú kia cạo cho ông. Thì sau khi Seattle xong, chúng ta qua Oregon thì đến Chicago, thì ông thanh niên gọi qua nói thưa thầy, ông tưởng là hết rồi, ông không có niệm Phật. Cái lúc rời khỏi pháp hội thì ông niệm Phật 2-3 tuần nay rất là tốt, ông ngủ ngon, ăn ngon, ông không có buồn phiền. Ông tưởng là mấy con heo đó nó giảng sanh nó đi hết rồi, bây giờ ông không có niệm nó dí nó cắn ông lại rồi. Bây giờ phải làm sao? Thầy kêu lúc trước niệm không bị cắn thì bây giờ tiếp tục niệm Phật đi. Ông kêu sau đợt này niệm nó không có đi nữa cho nên ông chán. Ồ lạ không? Sao đợt trước niệm nó đi mà đợt này niệm nó không đi? Bởi vì không có tin lời Phật, cho nên niệm không đặt trọn vẹn niềm tin, cho nên không cảm được với Phật, và những con thú này nó không được siêu thoát. Lúc trước dự pháp hội, giờ nhờ nghe chúng tôi giảng cho nên nó có được cái niềm tin, và nhờ cái năng lực của pháp hội nó bảo bọc, cho nên thành ra cái sức tin ổng có. Nhưng một thời gian ổng tưởng là đã xong rồi, ổng bỏ cái câu niệm Phật, nó dí nó cắn ổng lại. Thì chú thanh niên nói bây giờ còn thầy còn cái pháp gì không để chỉ cho ổng không, chứ bây giờ cái pháp niệm Phật này ổng niệm nó vẫn còn cứ cắn.
Thầy kêu thầy bó tay chấm con, không còn pháp gì nữa đó. Chỉ còn cái pháp là A Di Đà Phật thôi à, không niệm mày thôi à. Thì bây giờ không biết ông còn niệm nữa hay không. Thì chúng tôi muốn kể cho quý vị cái câu chuyện mà chúng tôi đến cái tiểu bang Washington gặp cái ông Lâm này, ông sắc sanh. Ông không đợi đến lúc mà cận tử nghiệp thọ mạng hết con thú này đòi, mà lúc ngay còn sống đòi luôn. Và chúng tôi thấy có một điều lạ là sau lúc có tiền có bạc làm ăn có thì vợ con của mình nó ở với mình, rồi sau khi mình gặp nạn nó bỏ mình nó đi. Và đây là một cái tinh thần ổng bị khổ đau và xuống dốc trầm trọng. Cho nên chúng tôi nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không nói, ở thế gian này họ hay vô ơn bội nghĩa. Còn con người khi đưa về đến Tây Phương Cực Lạc rồi, họ không có quên ơn bội nghĩa mình đâu. Nói vậy không phải về bỏ vợ bỏ con hết nghe, bỏ chồng hết nghe. Mà làm sao? Mà do đó là nợ. Mình nợ cô vợ, cũng như ông Lâm nợ cô đó, nợ hai đứa con. Thì lo làm, mà trong cái làm đó nó có những cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà ông này lại bị rủi chứ không phải gặp may làm nghiệp thiện, mà ông làm nghiệp ác để kiếm ra tiền. Ông trả hết cái nợ cho mấy người này rồi, và cái nghiệp ác của ông tiếp tục chồng chất lên nữa. Thì cái nợ giữa ông với cô này hết, cho nên thành ra chấm dứt ra đi. Thì chúng tôi có nói với bà ông như vậy, nhưng mà ông không thừa nhận điều này. Ông vẫn cứ buồn. Cho nên gặp nhau trong cuộc đời này là báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Ông Lâm này ông trả nợ cho hai đứa con với một bà vợ. Hết nợ rồi đường ai nấy đi. Và lúc quay lại cuộc sống mình thì nó bơ vơ, không ai lo lắng cho mình. Ông này chắc cũng còn một chút xíu phước gặp cái chú thanh niên này. Chứ nếu mà không có thì chắc ông cũng uống thuốc tự tử. Nhiều lần ông muốn uống thuốc tự tử ông chết. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái mẫu chuyện này cho quý vị biết rằng trong cuộc sống của mình, mình không gặp được Phật Pháp, mình tạo nhiều cái nghiệp ác. Mình tưởng đó là cái cuộc sống mình nó bình an. Nhưng không ngờ cái nhân mà mình tạo ác đó đó, nó chưa trổ ra quả. Cho nên mình thấy bình thường. Nhưng khi bắt đầu nó trổ ra quả, mình bắt đầu mới sợ. Mà khi sợ cái quả đó, nhưng mình phải trả. Cho nên thành ra trong kinh nói là Bồ Tát người ta sợ nhân, ngay cái nhân làm người ta sợ rồi, nhưng chúng sanh thì sợ quả. Nghĩa là cái quả trổ ra rồi bắt đầu người ta mới sợ. Nhưng mà khi cái quả nó đã hiện hành ra, dầu quý vị sợ hay không sợ gì, nó vẫn đến với quý vị, mà quý vị phải trả, cũng như ông Lâm này. Thì đây là một cái mẫu người mà chúng tôi ấn tượng khi ông đi vô pháp hội mà ông bị con heo nó cắn, ông bị con vịt nó cắn. Cho nên thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng không những cái người mà giết đó đó bị con heo nó cắn, mà cái người ăn á cũng bị nó cắn. Lúc nào? Lúc thọ mạng gần hết, nằm trên giường bệnh, thấy cái điều thứ nhất là trong người mình nó đau đớn. Không hiểu vì sao không có dao, không có kéo, không có gươm đâm vô người mình mà sao trong đó nó đau. Mà cái đau này là không phải bỗng không, nó có cái nguyên nhân của nó. Là mình vay mượn thịt chúng sanh, lúc con thú á, nó đau nó chết như thế nào á. Mà cái người ăn cái miếng thịt này nó sẽ cộng nghiệp. Cái lúc lâm chung mình sẽ đau đớn như con thú, nó dãy dùng, nó đau đớn, nó rên xiếp. Cái nhân quả nó chi phối rất hay. Nhưng mà cái ông Lâm này nó đến liền, gọi là hiện báo, nó đến ngay tức khắc. Còn cái người ăn cái phước nó còn che chở, cho nên thành ra nó chưa có đến. Nó chưa có đến. Cho nên thành ra chúng tôi muốn trang bị cho quý vị một cái hành trang. Cái lúc lâm chung thân không đau bệnh, đây là một cái hành trang quan trọng, khá quan trọng. Cái hành trang để đi về Tây Phương Cực Lạc mà lúc lâm chung quý vị đau bệnh á, quý vị không niệm Phật được. Mình niệm Phật mà mình cứ tập trung vô trong cái đau, chứ không tập trung vô câu niệm Phật được. Và đây là một cái trở ngại rất lớn.
Vì vậy bây giờ mình muốn cái hành trang của mình mà lúc lâm chung á, nó giúp cho mình, trợ duyên cho mình là thân mình không đau đớn, thì bây giờ mình phải ăn chay. Sáng hôm nay, cả tuần nay lo làm mấy cái phim cho nên ít có cái dịp ngồi chung với bà cụ mẹ chúng tôi. Sáng hôm nay trước khi đi giảng, đi xung quanh cái thất, thấy bà cụ cũng đi kinh hành xung quanh, chúng tôi lại nắm tay dắt bà cụ tới cái ghế ngồi. Bà cụ bà nói, thân mẫu chúng tôi á, bà cụ bà nói, ở trên phòng vãng sanh bữa nay còn mấy người? Chúng tôi nói còn 10 người. Mà kêu chù chà. Mấy người đó là bị cái bệnh gì á thầy? Kêu toàn là bộ ung thư không à. Mấy kêu công nhận chùa thầy cũng có duyên với ung thư đó chứ. Tôi nguyện làm sao mà cái lúc tôi đi tôi không có đau bệnh như vậy đó. Cái lúc mà thầy vừa đi tu á, tôi đi lên tỉnh xá Ngọc Quang gặp Hòa Thượng á, ông hỏi tôi ăn chay ăn mặn, tôi nói tôi ăn mặn. Hòa Thượng nói, con đi tu rồi mà còn ăn mặn, bà ăn mặn đi rồi về già là bà bệnh dữ lắm á. Tôi nghe vậy xong bắt đầu cũng chưa có sợ lắm, mua cái cục thịt cốc lết. Cốc lết là thịt gì ta? Thịt cốc lết là thịt gì không hiểu. Tôi mua một cục thịt cốc lết, tôi mang về tôi để lên cái thớt, không biết làm sao á, trong cục thịt đó nó động một dũng máu tươi rối á. Nó động cái dũng máu trên cục thịt. Mà cái cục thịt đó mua về người ta đã cắt cái cục thịt đó ra, làm sao mà nó có máu trong đó, nó phun lên, nó động ngay cái cục thịt đó. Tôi thấy cục thịt đó có một cái dũng máu nó tươi rối nằm trên miếng thịt, tôi sợ quá, tôi kêu thôi để cho ông chồng mình ông ăn luôn đi. Để cho ông cụ ăn. Từ lúc đó là tôi sợ thịt luôn, không bao giờ tôi dám ăn. Tôi sợ thịt luôn. Cho nên thành ra là may nhờ Hòa Thượng đã nói rồi, tôi về tôi thấy cái miếng thịt đó hình như là nó có máu, mà máu tươi rối à. Tôi gớm quá, tôi sợ, bắt đầu tôi ăn chay. Mà lúc ăn chay cái bụng nó cứ nóng khó chịu lắm. Ra mẹ Quan Âm cầu nguyện á, cái bụng nó mát trở lại. Thì lúc mà tôi ở trên này tôi đi xuống á, tôi nói với Phật á, thôi con xuống khu chiên tu, giờ Phật làm sao cho con mau đi về Tây Phương Cực Lạc nhất. Thì nghe Phật nói bên tai, mà lúc mở mắt á, Phật kêu là muốn mau về Tây Phương Cực Lạc á, thì phải tìm đức đi theo Phật. Tìm đức, chứ không phải tìm tiền nha. Tìm đức đi theo Phật. Cho nên thành ra hôm nay tôi được ở trong cái hoàn cảnh này. Rồi lúc trước á, thì tôi ở phía bên trên á, mấy chú còn làm chuyện này chuyện nọ, trái tai gai mắt. Chứ đợt này tôi xuống đây rồi, mấy chú làm cái gì đó làm, tôi không biết đến nữa, tôi muốn về với Phật thôi. Mấy chú làm đúng làm sai, làm gì đó làm. Bữa nay tôi hiền, thầy thấy nơi tôi hiền không? Bữa nay ngồi tâm sự với bà cụ trong 2 tháng đi xa. Là bà đưa cái chân lên, bà kêu cái chân này nó còn sưng lắm nè, nhưng mà nó không có nhức. Cái chân này là sưng, sở dĩ nó sưng là do lúc trước là chặt thịt bầm thịt đó, nên nó sưng á. Cái bà cười. Bà kêu thôi rằm tháng 7 cho tôi đưa lên trên chùa, tôi làm lễ Vu Lan. Hỏi Vu Lan ngày bao nhiêu vậy thầy nhàn? Kêu ngày mùng 8. Bà kêu vậy mùng 8 cho tôi đi lên Vu Lan cái đi, rồi tôi về tôi giảng sanh cũng được. Thực sự mà nói thì khi mình ở gần bên mẹ thì mình thấy bình thường, nhưng đi vắng một thời gian, một vài tháng, tự nhiên rất là nhớ bà cụ. Khi về nghe lại bà cụ bánh niệm Phật, đặc biệt cái vai lúc trước nó bị gãy mà nó lìa khỏi luôn, mà đến hôm nay nó dính lại rồi. Nó đáng lẽ là già như vậy, đến ngay cái mùa lạnh á, hoặc là đến một thời gian, một vài tháng nó trở trời, nó đau nhức lại nha. Vậy mà bây giờ không còn đau nhất gì nữa. Cái vai nó gãy, nó lìa cái khớp ra rồi đó, mà giờ gắn vô lại, bây giờ nó nằm im, nó không có đau nhất gì hết. Ở đây cho cơ thể nó khỏe lắm rồi. Mà lúc khỏe vậy Phật rước đi thì nó sướng biết mấy. Chứ để mà nằm la liệt, nằm mà nó lỡ lét, nó chảy nước, mà nó lét trong người là sợ lắm.
Thì chúng tôi mới nói là bà cụ mới đi tu đây khoảng 15 năm, cho ăn chay 10 năm nữa là 25 năm, mà bữa nay 82 tuổi thì như vậy bà cụ cũng ăn mặn nhiều hơn ăn chay. Mấy cái đúng rồi ha, ở ngoài đời ăn ăn mặn 5-60 năm. Chúng tôi muốn nói đến quý vị cái vấn đề rất đơn giản mà trong tầm tay quý vị làm được, nhưng điều mình không quyết tâm thôi. Đó là gì? Đó là chúng tôi chân thật khuyên quý vị ăn chay. Dĩ nhiên trong này chúng ta thọ giới không sát sanh, không trực tiếp sát sanh, nhưng gián tiếp ăn thịt chúng sanh, đó cũng là gián tiếp sát sanh. Thưa quý vị, trong một chuyến đi này chúng tôi bỏ cái công sức của mình ra để lo cái pháp hội tương đối là khá vất vả. Đó, quý vị thấy ở tại pháp hội mỗi chủ nhật lên giảng là 350 chú lo lắng đầy đủ hết toàn bộ. Tăng ni Phật tử vô ngồi hết, chúng tôi ở dưới khu chiên tu đi lên tới trên này đúng giờ giảng đi vô. Không phải lo một cái gì hết. Nhưng đợt này chúng tôi qua bên Mỹ có những cái pháp hội mà chúng tôi thiết đặt sắp xếp lo lắng. Nhất là một cái pháp hội lớn mà chúng tôi được xem như là pháp hội đẹp nhất trong cái chuyến đi, có điều kiện để tổ chức tu, đó là một cái pháp hội bên Atlanta, tiểu bang Georgia. Thì cái pháp hội này năm 2011 chúng tôi có tổ chức một lần, đến hôm nay tổ chức lại thì gia đình của chú Chí Tịnh đó có thuê một cái hội trường lớn hơn cái hội trường năm 2011, và gia đình Phát Bồ Đề Tâm bỏ tiền ra để thuê cái hội trường này mời chúng tôi sang. Hầu như là 7 cái hội trường này là chúng tôi sang bên đó là Phật tử bỏ tiền ra thuê, bỏ tiền ra nấu ăn cho những người Phật tử, và có những băng đĩa kinh sách tặng miễn phí hết. Cho nên chúng tôi nói cái duyên đợt này đi Hoằng Pháp nó rất là thù thắng. Mình không có lo rồi qua đó mình có bỏ tiền ra để mình thuê hội trường, không biết có lời hay lỗ đây, không lo cái vụ này. Và Phật tử bên đó người ta lo hết. Bởi vì người ta qua nghe qua những cái băng đĩa chúng tôi và nhìn những hình ảnh này, người ta thích mở những cái hội trường giống như ở Việt Nam, mà trong pháp hội chúng tôi Phật tử ngồi nghe giảng như vậy, họ rất là thích. Cho nên họ tự động bỏ tiền ra, họ lo. Thì cái pháp hội này được tổ chức, cái duyên nó rất là đủ. Trước khi tổ chức thì cả hai vợ chồng của anh Chi bên Atlanta còn trẻ thôi, ba mấy, 40, bốn mấy, cũng còn trẻ. Phát tâm 500 cái máy mua tại Việt Nam, gửi đường tàu qua bên đó để tặng. Hình như là ba má của anh Chi ở Đà Lạt hầu như tuần nào cũng xuống dưới này. Anh có gửi một món quà về cho bố mẹ, ba má ảnh. Và hầu như chủ nhật nào ông bà cũng xuống đây. Ông bà nói xuống chỉ nghe thầy giảng thôi, chứ gặp thầy khó lắm. Gặp mà để nói chuyện rồi ngồi với nhau chắc hơi khó, bởi vì đông Phật tử quá. Thế thì cái pháp hội này được tổ chức, mà tối nay nếu ai có được cái thời gian chưa có bận biểu đó, thì quý vị có thể ở lại vào 6 giờ tối, chúng tôi sẽ mở cái đĩa này cho đến 9 giờ rưỡi tối, 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi rất hài lòng cái đĩa này. Và thưa quý vị, có một điều rất là bất ngờ, cái chú Thanh mà chú giúp cho cái hội trường trải thảm năm 2011, chú cũng giúp mà giúp cái hội trường nhỏ thôi. Đến hôm nay cái hội trường quá lớn. Ông đến ông lo lắng cho chúng tôi, và chính ông là người giám đốc để trải thảm cho những cái show của Mỹ, mà một cái show đến 500-700 ngàn cả triệu đô. Mà chính đích thân ông đến với chúng tôi để trải thảm ra cho Phật tử tu. Mà nếu cái hội trường này mà trang trí mà ông lấy tiền á,
là phải 43.000 đô. 10.000 đô là 200 triệu. 800-900 triệu. Dễ sợ. Thế mà ông phát tâm hết, ông cúng dường, in tượng Phật, ông lo lắng hết tất cả mọi thứ trong cái hội trường. Và bữa đó chúng tôi rất là ưng ý là hướng dẫn được Phật tử để mà lạy Phật. Ở tại pháp hội chúng tôi thì có những chú đã biết lạy rồi đó, hướng dẫn lại thôi, chứ chúng tôi chưa có làm một cái đĩa để mà quay cho nó đầy đủ cái cách để mà mình lạy Phật. Thì cái ngày hôm đó chúng tôi có hướng dẫn được quý Phật tử lạy Phật ở tại bên Atlanta. Cái đĩa này chúng tôi làm ra trong một cái chuyến đi sang Hoa Kỳ, 6-7 cái tiểu bang. Thì chỉ có được cái tiểu bang này là có được một cái mặt bằng, có thảm cho Phật tử đi kinh hành lạy trong đó. Chúng tôi rất ưng ý cái đĩa mà hướng dẫn cho Phật tử lạy. Còn những cái hội trường khác là cái rạp chiếu phim á, nó cũng rất là thanh tịnh, nhưng mà ghế nó dính một chỗ cho nên không có lấy ghế ra được. Người ta bắt ghế chết xuống cho nên không lấy, lấy ghế ra được. Và nó có từng cấp cho nên không có lạy Phật được. Cho nên trong cái chuyến đi này chúng tôi thấy Phật gia hộ rất là kỳ đặc. Đến nơi nào, đến ngày chủ nhật xếp bao nhiêu ghế ra là kính hết bao nhiêu người. Và ở bên nước ngoài mà tìm được cái số lượng người đến 500 là chảy máu con mắt, khó lắm. Mà họ đi đến là họ đến rải rác, chứ không phải giống như Phật tử chúng ta 8:30 là có ngồi nghe hết trong này, ngồi ra tới ngoài sân luôn kìa. Mà Phật tử bên đó họ đến rai rai. Chúng tôi đứng ở cổng ngõ đếm như lượm lặt ho rơi. Cái ngày đầu tiên ở Seattle làm bỡ ngỡ luôn. Chuẩn bị 450 cái ghế mà được có 65 người à. Thôi thôi, bây giờ tu với ai đây? Mình ở Việt Nam mỗi lần cái pháp hội mình bước lên cái là 3-4 ngàn người, chủ nhật đồ người ta đông đảo. Rồi ở bên những lễ phóng sanh 2-3 ngàn người, 3-4 ngàn người, ở Đại Tuần Lâm cho đến 2-30 ngàn người. Mà sao bây giờ nó có 6-70 à? Le que. Thì khi lên ngồi nhìn xuống mà ghế nó trống, tự nhiên tinh thần nó xuống cấp. Cho nên thành ra giảng sư mà đông người giảng sư giảng lên tinh thần lắm nha. Thì kêu thôi giờ giảng không nổi nữa thì quay vô tụng kinh. Tụng kinh cầu Phật để kêu người đến. Tụng kinh quay ra lại cái được 150. 10:30 là được 150. Rồi chiều cái họ đến được 200, bắt đầu nó lên tinh thần chút. Mà trong khi đó là ghế 450. Nhưng mà không biết làm sao, qua ngày hôm sau một cái là họ nghẹt luôn. Trời ơi, mừng quá. Ngày hôm sau là đủ kính hết trong pháp hội luôn. Mà khi họ về rồi họ không muốn về, họ hoan hỷ trong lòng. Thì lúc đó cái pháp hội đầu tiên ở Washington, Seattle tự nhiên nó hoan hỷ. Cái ngày cuối là mình thấy nó thành tựu được rồi, thấy quá hoan hỷ. Nó cái ngày qua bên Washington, cái chuyến đầu tiên mà như vậy là mình thấy có khả quan, là những Phật tử sẽ có hưởng ứng với mình. Tiếp tục trong chuyến đi xuống đã thành tựu 7 cái tiểu bang. Và cái tiểu bang cuối cùng là ở bên Cali. Đây là một tiểu bang rất là lo, lo nhiều thứ lắm. Gia đình của Phật tử Quảng Phụng Hiếu, Quảng Phụng Hạnh với Quảng Minh Ngọc phát Bồ Đề Tâm thuê một cái hội trường đó, lo hết tất cả mọi thứ là 25.000 đô là 500 triệu. Mà thuê cái hội trường mà hồi tối quý vị coi đó, là cái hội trường đó dành cho những ca sĩ mà nổi tiếng á ngang ở thế giới á, của Paris bên ai đó tới hát. Mà không biết làm sao họ thuê cái hội trường đó cho thầy vô thầy hát. Và bữa đó hát thành công, không có ai bỏ ra đi về nữa chừng. Mà đặc biệt Cali mới có 9 giờ là họ vô, họ ngồi nghe hết trong hội trường, không có chỗ chen chân à. Trời ơi, quá trời mừng luôn. Mừng mà lo, bởi vì không có chỗ ngồi, ngồi ngoài, ở ngoài bên ngoài, bắt ghế cho họ ngồi bên ngoài. Mà trước ngày hôm đó để trang trí pháp hội á, thì cái chú Thanh ở Atlanta nói: thầy ơi, bên này thầy có cần cái gì không? Chúng tôi lại kêu gửi cái file, mà cái file thánh chúng tiếp dẫn á, qua email cho thầy. Thầy đưa lên cái màn chiếu để thầy chiếu lên một cái màn đó. Thì ổng gửi qua đúng cái lúc mà chúng tôi chiếu lên cái màn, mà hồi tối quý vị coi cái đĩa đó đó,
sau lưng ba tượng Phật mà có cái hình tam thánh mà quay trong quế mây quay phim nó rõ như vậy đó nghe, mà bên ngoài nó còn rõ, nó còn đẹp hơn nữa. Trời, người ta về người ta ngồi tại đó, người ta nhìn lên người ta cái ngỡ ngàng, không biết cái rạp sinh đê mà bên đây sao nó thành cái pháp hội đẹp thế, họ ngỡ ngàng. Rồi gia đình pháp đạo chồng có hao tâm, có đến đó, có thành tâm, có niệm Phật với thầy Chí Thoát. Thì quý vị biết sao? Khi mà có thành tâm, có niệm, có thấy trong cái bức thánh chúng đó, có tượng Di Đà, Quan Âm và Thế Chí từ trong đi ra. Có dụi dụi mắt của kia, không biết mình có phải qua mắt không? Có nhìn cho kỹ lại, có thấy cái gì đó ở trong đi ra. Trời ơi, cũng xúc động quá trời, cũng mừng, cũng hoan hỷ. Mà cái tâm của lúc đó đang niệm Phật nghe. Thì lúc đó chúng tôi mới nói rằng là Ấn Quang Đại Sư nói là nhìn tranh giấy, tranh điện, nhìn tượng cốt, tượng xi măng mà tâm thành, thanh tịnh thì bức tranh đó trở thành Phật thiệt. Quý vị về lật cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục ra, quý vị thấy rõ ràng nha. Rõ ràng. Có nhiều người nói mê tín gì đó, qua mắt hoặc là ma giả Phật, không phải đâu. Ma không bao giờ hiện tướng của Đức Phật Di Đà được đâu. Rồi sau cái sau câu hoa tâm là có một cái ông đó, ông ngồi. Ông kia bữa nay tôi nghe có mấy thầy Việt Nam, có một số mấy thầy bên Canada về đây mở hội trường để tôi tới đây tôi coi thử coi mấy ông nói cái gì. Mấy anh cha thầy chùa này qua toàn là mang tiền về không mà. Cho cô Hoa Tâm ngồi ở trên cô rung rồi. Cô nghe ông nói vậy cô rung rồi. Ok, không biết chúng nữa ông đứng về ông có la làng là gì đây không? Ông này ông ớ ông dữ vậy. Nói kia mấy anh cha thầy chùa này nó mang tiền về không á mà. Nó qua nó vận động á mà. Để tôi coi thử nó nói gì. Quý vị biết thí dụ tổ chức ở trong một cái chùa thì nó có cái quy củ của nhà chùa, mấy ông không dám hó hé. Mà đây là tổ chức một cái nơi công cộng của một cái hội trường, cái rạp hát thì đủ thành phần. Đủ thành phần họ vô. Thì cô Hoa Tâm cổ ngồi cổ nghe một chập khoảng nửa tiếng, ông kêu chà ông này nói nghe cũng được cái tai. Nãy giờ tôi không nghe ông vận động tiền á. Nghe ông nuôi mấy bà già mà sao ông không thiếu tiền hay cái tai. Mà ông kêu chùa ông là chỉ có làm chùa tôn ha, liên hoàn ráp chứ không có xây chùa. Ông này được á, thôi tôi với ông ngồi cuối buổi đi. Cô Hoa Tâm có nghe cái con nhẹ người rồi. Cho nên chúng tôi nói quý vị, khi bước vào trong một cái pháp hội là có long thần hộ pháp, chư Phật gia trì. Và có thể mình ngồi 1-2 tiếng đồng hồ mình không có mệt quý vị. Càng ngồi thấy nó càng khỏe. Thứ nhất là cái vị mà truyền đạt cái pháp môn tịnh độ cho quý vị nghe mình cảm được cái lời này. Thứ hai nữa là trong cái hoàn cảnh này nó có một cái từ trường. Nếu mà quý vị đến một cái chỗ mà bạo động giống như chúng tôi đi qua bên ngay chỗ Thái Lan á, trước khi đi Ấn Độ mà quá cảnh qua Thái Lan, chúng tôi ghé ra ngay chỗ mà người ta bạo động, nó cầm kèn nó thổi á, nó la trời ơi bao nhiêu người dân mền dân bùn ngồi ở dưới á. Khi nó nói một câu xong nó thổi kèn nó la lên một cái, nó biểu tình ở dưới này người ta đồng thanh nó kêu kèn lên nó la. Mình đi ngang qua con người mà nó rúng động nó sợ, có nghĩa là mình biết người ta không làm gì mình đó, người ta chỉ bạo động thôi đó, mà cái năng lượng của họ làm cho con người của mình nó hồi hộp. Và qua chỗ đó phải đi cho thiện nhanh. Mà những người người ta ngồi trong đó đó, cái năng lượng mà sân hận, bực bội, tức tối đó, nó bảo bọc cái tâm của họ. Khi họ la lên họ thích dữ lắm. Bởi vì họ la lên vậy nó tạo thành cái nguồn năng lượng cho họ. Có thể là người ta giết họ chết họ thấy vẫn bình thường, vì cái nguồn năng lượng sân hận đã bảo bọc cái tâm họ rồi. Còn mình thì không có cái nguồn năng lượng sân hận đó, cho mình tới một cái là nó dội liền. Hiểu cái năng lượng không ạ? Còn ví dụ hôm nay quý vị hợp với cái pháp môn tịnh độ, thích cái pháp hội niệm Phật A Di Đà của Đại Đức Thích Giác Nhàn, quý vị về ngồi trong này nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, nó yên bình, thì cái năng lượng trong tâm linh của quý vị nó phù hợp với cái năng lượng này. Cái năng lượng đó là một danh từ mà mình không thấy mà nó có. Nó giống như gió mình không thấy nhưng mà nó có.
Đó gọi là năng lượng từ trường. Mà nói nhà Phật đó là gì? Là sự gia trì của Phật. Và đó là tha lực của một cái pháp hội đó. Có một cô bên Seattle, cô bị ung thư ngực và tóc của cổ nó rụng hết. Hình như trước có chiếu ngày thứ ba cái đĩa bên Seattle, cô đó cô có nói. Ở pháp hội mình có coi cái đĩa bên Oregon, cô này cô từ Seattle cô xuống cô nói: thưa thầy, con đi mới trong bệnh viện về, con mổ ung thư ngực. Thì con về bác sĩ nói là phải nghỉ một tuần lễ. Con chỉ đến thầy là con cúng dường tiền rồi con về con nghỉ thôi. Bởi vì con mới mổ, trong người con nó còn những cái đồ y khoa nằm ở trong này. Cho nên con đến con thăm thầy, bởi vì con coi được cái đĩa tìm cha tìm mẹ nơi đâu hồi năm ngoái của thầy về Du Lan, con cảm động. Con đến con cúng dường cho thầy rồi con về. Mà sao con vô con kêu thôi ngồi 5 phút thôi. Lúc đó đến là đang tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi đến 10 phút, rồi đến ngồi đến chiều luôn. Ngồi đến chiều không thấy mệt. Qua hôm sau, tới tiếp một ngày nữa, ngồi luôn, không mệt. Thấy cái ổ số lạ như này. Mình ngồi ở nhà, mình làm sao ngồi nổi và mới mổ như vậy mà làm sao mà mình đến đây mình ngồi được. Rồi cổ nói với cô Tịnh Thanh thôi, trước khi thầy đi Oregon, cho cổ đứng ra, cổ nấu một buổi cơm chay. Bây giờ cổ có cái quán chay, cổ bán quán chay tại cái thành phố Seattle. Cổ đứng ra cổ nấu chay để mời chúng tôi ăn một buổi chiều. Chúng tôi rất là cảm động. Và bữa hôm sau tổ chức Oregon, cổ tiếp tục chạy xuống nữa. Cổ nói con đến những cái nơi khác con thấy nó không có dễ chịu, mà sao con đến đây con dễ chịu quá. Con ngồi có thể 2 tiếng đồng hồ, với căn bệnh của con là con nghĩ không bao giờ ngồi nổi. Thứ nhất có Phật lực gia trì, thứ hai trong cái từ trường ở trong cái pháp hội này. Mà cái pháp hội này là một cái nhà bình thường, chúng tôi đến chỉ làm 2 ngày, chưa nói một cái pháp hội như chúng tôi đây là 6 7 năm mà ngày nào cũng niệm Phật mười mấy tiếng ngàn. Nó khác hơn cái hội trường đó nữa. Cho nên chúng tôi mới thấy là chúng tôi không có giảng ở đây mà quý vị vẫn thích về ở đây. Quý vị nhớ cái cảnh này. Và quý vị thấy nó cũng có lợi là buổi trưa chủ nhật không có nấu cơm. Thứ nhất là buổi trưa chủ nhật không nấu cơm, và thứ hai là được về phóng sanh. Nghe thầy Nhàn nói phóng sanh kéo dài thọ mạng, mình không thấy nhưng mà mình cứ tin lời của thầy Nhàn nói đi. Bởi vì lời của thầy Nhàn nói đó là lời của Phật nói là 10 công đức phóng sanh. Tạo cho quý vị một cái nghiệp là cái hành động theo thói quen. Chủ nhật nào mà không về chùa thấy nó thiếu, nó khó chịu. Đó là cái năng lượng của quý vị, bị cái năng lượng từ trường ở đây. Hai cái năng lượng này cảm được với nhau, cảm với nhau. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp hội mà chúng tôi mở xuyên suốt qua 7 cái tiểu bang làm cho chúng tôi có những cái ấn tượng. Có một cái tiểu bang làm chúng tôi cũng hơi ấn tượng nữa, đó là Chicago của cô Viên Anh. Gia đình chú Chiến đi qua 90 người bên này. Thì có một cái chú đó, ông đi câu cá mà đến cái mức độ mà quý vị biết cá, ông vớt lên nhiều quá rồi, ông câu được, ông chỉ mổ cái bụng, ông lấy trứng, rồi ông liền con cá nó xuống lại. Cái nghĩa là cá câu được nhiều quá cho nên chỉ lấy trứng ăn thôi, còn cá cái thân nó liền xuống lại. Và ông câu mười mấy năm như vậy, sau khi ông nghe cái đĩa chúng tôi xong là ông phát tâm, ông bỏ câu luôn. Mà ông đánh một cái lưới lên cá quá trời cá, ông vũ trên bãi cát, ông đi ông đạp cho nó. Ông nói vật dưỡng nhân mà. Thế mà giờ ông nghe được cái đĩa chúng tôi xong, ông bỏ luôn cần câu, ông bỏ luôn câu cá. Bữa đó ông qua ông có nói Phật Pháp Nhiệm Màu ở trên Chicago. Thì có một cái gia đình đó từ bên tiểu bang khác chạy về ẵm một đứa nhỏ. Mà cái mặt của đứa nhỏ đó có một cái bớt giống như tượng Quan Âm, nó màu đỏ. Khi nó chạy ra ngoài trời nắng á, là cái bớt này nó hiện đỏ giống như cái tượng Quan Âm luôn. Là lúc trước hai vợ chồng cũng có con lâu rồi, hai vợ chồng gặp nhau cũng lâu rồi, cưới nhau cũng lâu mà không có con. Thì bà mới tha thiết cầu nguyện Quan Âm, thì trong giấc mơ thấy Đức Quan Âm ẵm một đứa con đưa. Cho nên thành ra trong Phổ Môn nói là cầu con trai được con trai mà cầu con gái được con gái. Thì ẵm đứa con đưa thì cổ sanh đứa nhỏ này ra, nó bắt đầu khi nó sanh ra là nó không ăn thịt được, ăn vô là nó mửa ra. Mà nó thích làm phước lắm. 4 tuổi rồi mà nó coi cái đĩa chúng tôi, nó kêu mami à,
cho con một cái hộp để con lấy tiền hàng ngày ăn sáng, rồi con còn dư con bỏ vô cái hộp đó, chừng thầy nhàn qua con đưa về phóng sanh nuôi mấy bà già. Thì bữa đó nó là một cái hộp tiền như nè, 1 đô có, 5 đô có, 10 đô có, nó là một cái hộp tiền như nè. Nó lên, bữa đó chúng tôi cũng đưa gia đình họ lên Phật pháp nhiệm màu, nó cầm cái hộp tiền nó đưa chúng tôi, nó kêu về nuôi mấy bà già đi. Và tự động nó nói nghe, nó thích làm gì đó. Cho nên chúng tôi sau cái chuyến đi hành pháp này thì về lại tại tỉnh Thất Quan Âm có một cái suy nghĩ. Có một số những con em trong pháp hội của mình cũng khoảng 10 mấy 20 đứa, từ khoảng 9-10 tuổi cho đến 13-14 tuổi, nhỏ nhỏ ở nhà không chịu đi học quang đàn và bỏ học một thời gian, cho nên không theo kịp được chương trình, học không được cho nên cô giáo đuổi ở nhà quang đàn, cha mẹ gửi lên đây cũng được một số. Thì chúng tôi cũng không cho đi học được nữa, bây giờ ở nhà học không được, vô đây chắc cũng không nuôi ăn học được nữa đâu, và thôi cho các chú này niệm Phật. Thì cũng có một số chú như chú Nhuận Đức là chú Hiền cũng dạy cảm ứng thiên, dạy một số những cái nho giáo đạo giáo cho mấy đứa nhỏ. Rồi chúng tôi mơ ước thí dụ về sau đủ nhân duyên á, những đứa trẻ nào có được cái nhân duyên mà về chùa còn sớm thì chúng tôi cũng có một cái nơi để cho những đứa trẻ này được học bổ túc văn hóa lại và được học Phật pháp ở trong chùa, cho chúng tôi không có nuôi để đi ra bên ngoài. Nhưng mà những đứa trẻ này phải tự túc lo cho bản thân mình được. Bữa nay cũng được mấy chục chú nhỏ nhỏ rồi nè. Chứ nếu mà nghe chúng tôi thông báo nhận mấy đứa nhỏ nữa thì đẻ ra bắt chúng tôi nuôi là chết. Ví dụ này kẹt cả nha. Ví dụ mà đẻ ra mà bắt nuôi đó là lên sư cô tâm hạnh ở trên gần trạm thu phí á. Nghe sư cô có nuôi xong đẻ ra cái đầu nó thiệt to, thấy ngại quá. Hoặc là nuôi sao nó cứ ọt èo, èo ọt nó bệnh gì đó, cứ để cổng chùa sư cô cứ ôm vô. Mà cứ lấy bình sữa đút cho nó, cái nhiều đứa nó không chịu bú sữa bình mà nó đòi bú sữa mẹ, mới chết đó. Sư cô đâu có sữa cho bú, mà gặp thầy càng chết nữa. Cho nên thành ra mấy chú là phá lệ nhận mấy đứa trẻ vô trong này. Chứ chúng tôi thì chưa có chương trình nhận các chú trẻ vô, mà cha mẹ mang lên gửi với nó thích quá, nó ở chùa một thời gian cho nó ở luôn, mà gửi về nhà học thì không đi học, mà ở trong này mà sao cho đi học nữa đây. Cho nên chúng tôi về thấy một số đứa trẻ vì vậy, về sau chúng tôi để sẽ họp lại cái ban tổ chức làm việc cho nó bài bản một chút, là phải có một cái nơi để nuôi các chú trẻ này cho nó bài bản và cho học bổ túc, mời thầy giáo đến đây dạy đàng hoàng. Nhưng mà hiện tại cơ sở này thì vẫn chưa có chỗ. Cho nên thành ra những đứa trẻ này chúng tôi thấy các vị mải mê lo làm công việc, quên con em của mình. Bên Mỹ thì con cái của mình mà để ở nhà mà chạy ra ngoài đường thì nhà hàng xóm sẽ gọi công an, police. Nó tới nó bắt, nó đem đi đến một cái nơi nó nuôi, nó không cho mình nuôi nữa, nó kêu mình nuôi không có trách nhiệm. Nó bắt. Và con của mình mà đi xa, mùa hè mà đi xa mà chưa kịp về là nó gọi điện, nó hỏi vì sao không cho đứa bé đó đi học. Và đó họ quan trọng về cái sự giáo dục con em nhỏ và cái chuyện học hành của mấy đứa nhỏ rất kỹ. Nhưng bên này thì mải mê lo kiếm tiền làm ăn, quên hết con cái của mình. Một thời gian mình lấy được cái đồng tiền số nhiều, nhưng mà mình không có dạy dỗ được con cái mình, nó hư hết trơn. Vì vậy cho nên chùa chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi báo quý vị là hình như là trên 20 chú trẻ mà khoảng 7-8 tuổi, 9-10 tuổi mà không có đi học nữa. Bởi vì ở nhà cứ trốn đi chơi miết, cha mẹ không quan tâm, không coi bài vở. Vì vậy cho nên nó không có theo kịp chương trình học, nó lên nó cứ một điểm mà cô bắt quỳ miết, nó ngại cho nên là nó trốn học riết. Bây giờ nó vô chùa, nó trốn vô chùa, trốn trốn đâu nữa. Bây giờ chúng ta mà tiếp tục cho nó đi học là nó trốn nữa. Rồi thôi giờ cho nó ở đó, nó niệm Phật thời gian là tính.
Nhưng mà phải sắp xếp lại làm sao, chứ mà nhận vào nuôi mà không có nuôi cho đàng hoàng, lo lắng đàng hoàng thì nó rất là kẹt. Đó. Vậy hôm nay các vị phụ huynh hôm nay đến chùa, chúng tôi có một cái điều nhắc nhở đến quý vị là con em của mình đó là một tài sản rất lớn, chứ không phải là tiền bạc là tài sản lớn đâu. Mình kiếm tiền bạc là tài sản giàu có, nhưng mà cuối cùng con cái mình nó hư hỏng, con cái mình không có học đến nơi đến chốn, nó không có đạo đức, thì cuối cùng cái đồng tiền này để dành cho nó về sau nó xài không được, bởi vì nó không có đạo đức là nó ăn chơi nó phá sạch. Quý vị suy nghĩ kỹ lại điều này đi. Đây là những cái điều mà nhiều lúc quý vị nghĩ nhưng mà không có nghĩ tới. Cho nên hôm nay quý vị ngồi trong pháp hội, quý vị nghĩ nó tới, là nghe chúng tôi nói tự nhiên quý vị giật mình suy nghĩ lại. Có một đứa nhỏ nó vô chùa, nó lên trên trường nó học á, bữa đó làm bài kiểm tra nó cứ viết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết bài kiểm tra nó nộp lên đó. Cô giáo hỏi làm sao em viết cái này, em chỉ nhớ bốn chữ này thôi. Quý vị chịu nổi không? Là lý do gì? Mãi đi lo buôn cà phê, lo buôn cà phê á, rồi ở nhà nó không chịu lo học, nó trốn nó cúp cua. Nó cúp cua riết là nó không có theo chương trình kịp, cho nên nó cứ viết A Di Đà Phật. Rồi nó kêu thôi má ơi, bữa nay con phát tâm con đi tu rồi, con chán học lắm rồi, thôi con vô con học làm Phật cái má. Trời ơi, học phổ thông bên ngoài học không nổi mà sao vô đây học làm Phật. Rồi má nói cái gì cũng không nghe. Thì khi đến chùa rồi đi hết chùa này đến chùa nọ, đi riết, bây giờ hình như má của chú bé này cũng ung thư chết rồi, đi hết chùa này đến chùa nọ thấy tội nghiệp. Cho nên thành ra quý vị sanh ra mà quý vị không có, gọi là sanh ra mà không có nuôi dưỡng á, thì tội nghiệp cho con em. À, thưa quý vị, đó là những cái điều mà hôm nay chúng tôi về lại pháp hội, chúng tôi thấy một số những cái vấn đề chúng tôi muốn nhắc nhở lại những vị Phật tử hôm nay đến tham dự pháp hội. À, giờ đây chúng tôi trở lại cái vấn đề mà chúng tôi muốn truyền đạt với quý vị trong ngày hôm nay, đó là Ấn Quang Đại Sư có đề cập đến cái vấn đề lâm chung là một điều tối cần thiết quan trọng. Hằng ngày chúng ta chỉ lo cho những cái hành trang mà mang đi theo không được. Đó là mải mê với công việc làm ăn, dồn toàn bộ thời gian với công việc làm ăn để kiếm tiền lo cho ăn, mặc, ở và bệnh, nhưng không ai lo cho cái chết. Mà cái chết là cái chuyện quan trọng, cho nên thành ra Bồ Tát Tất Đạt Đa là Đức Phật Thích Ca chúng ta, Ngài nói vua Tịnh Phạn: hôm nay con đầy đủ ăn uống sung sướng một ngày cả trăm món, mặc cũng được đầy đủ dung nhung lụa, ở là lầu đài gác tía, bệnh thì có những người lo, nhưng mà chết con đi về đâu đây, và lúc chết như thế nào đây? Nếu cha giải quyết được cái vấn đề và trả lời được câu hỏi này á, là con không có đi tu, con không có bỏ cái cung thành này con ra đi. Vua Tịnh Phạn đâu có thể giải quyết được chuyện chết mà đi đâu. Và cha làm sao cho con không già mà không chết, không đau và không bệnh đây? Thì cuối cùng ngài phải gì? Bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ lầu đài gác tía, bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đi xuất gia. Ngài tìm ra được cái ánh đạo vàng và ngài chỉ cho chúng ta cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta không cần phải xuất gia. Ấn Quang Đại Sư nói tại gia và xuất gia đều có thể vãng sanh được, chứ vãng sanh về cực lạc không phải dành riêng cho xuất gia. Thì hôm nay chúng ta không phải cạo đầu để chúng ta đi chùa, vào chùa xuất gia như là Tất Đạt Đa cũng như quý thầy quý sư cô ở đây. Mà những người nào còn trẻ muốn phát tâm đi xuất gia thì càng tốt. Nhưng chúng ta không có duyên xuất gia thì làm cư sĩ giữ năm giới cho chắc, quy y Tam Bảo, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, để chúng ta một đời này cũng có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Tuy rằng cái phẩm vị nó thấp, còn những người xuất gia lìa tham dục và người ta tu thiện căn phước đức nhiều thì người ta sanh lên cái phẩm vị nó cao, cái cảnh giới cao ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chúng ta về tới hạ phẩm hạ sanh
là phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn phải luân hồi sanh tử nữa, thì coi như là chúng ta đã đạt được, mãn nguyện được trong cái lộ trình chúng ta tu tập. Nhưng mà muốn để mà mãn nguyện được và được về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Phải tích lũy thiện căn phước đức. Chúng tôi có nhắc ở trong cái đĩa mà Atlanta tối nay quý vị xem, đó là 10 công đức lạy Phật, và đó chúng tôi giảng rất cảm xúc. Coi như cái đĩa này chúng tôi thấy từ trước đến giờ giảng 10 công đức lạy Phật, chưa khi nào cảm xúc bằng vừa rồi giảng 3 tiếng đồng hồ bên Atlanta. Coi như cái đĩa này là chúng tôi tương đối là thành công giảng 10 công đức lạy Phật từ xưa đến nay. Cho nên chúng tôi đưa cái chương trình khai mạc, đưa cái chương trình bế mạc vào trong cái đĩa này, bởi vì chúng tôi thích cái đĩa này. Đây là cái tư lương hành trang mà mỗi người buổi sáng chúng ta lạy 1 tiếng đồng hồ là 150 lạy. Trước khi lạy chúng ta tụng cuốn kinh Vô Lượng Thọ nửa cuốn là 1 tiếng đồng hồ. Chiều chúng ta tụng nửa cuốn còn lại, lạy 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ là 150 lạy nữa là 300 lạy. Nếu ai lạy 300 lạy trong một ngày mà lạy hoài đều ngày nào cũng lạy, chứ không phải lạy một ngày tuần lễ mình nghỉ rồi mình quay lại nha, lạy đều như vậy thì người này không có bệnh. Pháp sư Đạo Chứng nói, tôi quả quyết nếu ai y theo lời cổ tôi nói, mà Pháp sư Đạo Chứng này là viết ra cái cuốn Lễ Phật Y Học đó, Pháp sư Đạo Chứng nói ai y theo lời của tôi nói, một ngày 24 tiếng đồng hồ dành cho tôi 4 tiếng, tụng kinh 1 tiếng, lạy Phật 1 tiếng. Như vậy sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng là tụng 1 ngày được 1 cuốn kinh. Và gì nữa? Và lạy 1 ngày được 300 lạy, mà đều đặn như vậy 3 tháng có kết quả. Kết quả là thân tướng người này bắt đầu thay đổi. Đây là một cái tư lương hành trang để người mang về Tây Phương Cực Lạc, quá là đơn giản, không có tốn sức hao hơi một sức, và không phải bỏ tiền bạc bắt quý vị phải khổ công. Nhưng mà không có ai khuyến khích quý vị, và chúng ta không tạo thành một cái thói quen, cho nên thành ra chúng ta làm một bữa bỏ năm bữa, vì công việc này việc nọ, cho nên thành ra đi làm về trễ, rồi ngao ngán thời gian chúng ta, nó thành cái lờn, chúng ta tu không được. Cho nên thành ra tăng ni giờ đây đông là sở dĩ là nương nơi cái lực của đại chúng, nương cái lực của đại chúng. Cho nên hôm nay 24 tiếng đồng hồ mà quý vị không dành được 4 tiếng đồng hồ để tích lũy được cái thiện căn phước đức, mình có cái vốn để mình về Tây Phương Cực Lạc. Mà hầu như những người trong này nói rằng cuộc đời mình còn dài. Đây là cái thất bại của quý vị nha. Ấn Quang Đại Sư nói ngày đây là ngày cuối, ngày viết cái chữ tử trên trán. Ngày cuối thực sự á nha, ngày cuối thực sự chứ không phải là tưởng tượng nha. Không phải là có một ý niệm là tưởng tượng đâu, mà Ngài nói đây là ngày cuối thực sự, để Ngài chăm lo làm những cái gì mà cần thiết để mang đi được. Cần thiết để mang đi được, đó là công đức, đó là thiện căn, đó là phúc đức. Mà cái thiện căn phúc đức này chúng tôi đưa cho quý vị, nó quá là đơn giản và thời gian không nhiều, và trong tầm tay mình làm được. Quý vị biết cái cảm xúc của chúng tôi khi bữa nay tin tưởng cái những cái công đức mà mang đi được á, nó lớn trong tâm dữ lắm. Khi chúng tôi qua bên những cái pháp hội bên Mỹ là chúng tôi lo lắng và thiết đặt một cái pháp hội nó cực công dữ lắm, và lót từng cái ghế cho họ ngồi, trải từng cái ghế, xếp từng cái ghế cho họ ngồi, lo từng miếng ăn, lo hết tất cả và dắt dìu họ như thế nào đó. Nhưng mà trong thâm tâm của mình lo như vậy không phải là để mong họ cúng tiền lại cho mình, không có, mà lo đó để mục đích mình gom tích lũy được chút xíu cái công đức để cúng dường chư Phật. Bởi vì phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Để mình cúng dường chư Phật mà đem cái công đức này mình hồi hướng về Cực Lạc, thì trong cái tư tưởng chúng tôi là làm gì cái việc này. Còn cái chuyện họ cúng bao nhiêu đó cúng, chúng ta không quan tâm đấy. Và cho đến khi về đây á, cũng ngồi cắt từng chút những cái đĩa, để làm sao cho có đĩa để cho Phật tử người ta nghe. Là cái pháp môn tịnh độ này không phải chỉ trong tầm Tịnh Thất Quan Âm, và không phải chỉ có ở miền Tây đi phóng sanh người ta hưởng ứng,
hoặc là ở ngoài Đà Nẵng, ở Huế, ở các nơi trong nước Việt Nam này hưởng ứng, mà ở nước ngoài người ta cũng hưởng ứng cái pháp môn Tịnh Độ và cái lối truyền bộ kinh Vô Lượng Thọ và bốn chữ A Di Đà Phật của chúng tôi, để cho những người ở trong này họ có tín tâm. Vì vậy cho nên trong những cái thời gian còn lại, chúng tôi dành cái quỹ thời gian để còn lại đó, chúng tôi tích lũy những cái công đức này. Tuy rằng hôm nay cái tuổi chúng tôi chưa phải là già, mới có 43 tuổi, chưa phải là già, tuy rằng hơn nửa đời người, nhưng mà chúng tôi nói nếu mà không có tranh thủ á, thì thời gian nó qua rất nhanh và nó hết hồi nào không hay. Chúng tôi nhớ lúc 12 tuổi đi tu còn chút xíu một siêu, mà đến bây giờ 43 tuổi, 31 năm nó qua một cái vèo, quá nhanh. Còn một số những vị ở đây tuổi già tương đối khá nhiều nè, từ khoảng 60 mà ở trong này là nhiều lắm á. Nhưng mà chúng ta thấy lại thời gian của chúng ta nó còn dài lắm, thôi từ từ tu, từ từ niệm Phật. Thì quý vị từ từ tu, thì quý vị từ từ niệm Phật, thì nó từ từ thành Phật. Từ từ thành Phật bao lâu? Ba đã tăng kỳ kiếp. Ba đã tăng kỳ kiếp là lâu lắm à. Thì từ từ đó. Chúng tôi về lại Pháp hội rồi, chúng tôi mới thấy những người ở Việt Nam và ở tại Pháp hội này, cũng như các cụ già, cũng như quý sư cô, cũng như các chú, may mắn hạnh phúc lắm. Quý vị biết những cái Pháp hội chúng tôi như Atlanta chúng tôi tổ chức xong rồi, người ta nói thầy, khi nào qua tổ chức nữa thầy, mỗi năm thầy mỗi đi đi thầy. Kêu không, 2016 thầy mới đi lại được, 2015 phải ở lại Pháp hội để mà lo lắng cho Pháp hội. Bởi vì thầy bỏ Pháp hội khoảng 1-2 tháng thì được, mà phải bỏ lâu quá, thí dụ là 5-7 tháng, 1-2 năm á, thì sao? Không có ai giảng khuyến khích như vậy nè. Thời gian cái tâm họ bắt đầu nó thối bồ đề tâm, cái tính tâm họ không có được người nhen nhúm trở duyên á, cái lần lần cái lụng bài cái đạo tràng. Cho nên thành ra không phải mỗi năm thầy đi được. Cho nên thành ra khi chúng tôi tới Cali, có ni trưởng á, ni trưởng Diệu Từ á, nói thầy dắt nhàn. Tôi thấy từ trước đến giờ những vị thầy đến Cali mà tổ chức một cái pháp hội mà đông nghe khách như vậy đó, như hôm qua tôi ra tôi tham dự đó, thì chưa có thầy nào. Như vậy thầy đến đây thầy thấy thành công, thầy có ý định lập chùa bên này không? Có xây chùa bên này không? Thì Giác Nhàn mới nói là bạch ni trưởng, Giác Nhàn không có ý niệm xây chùa trong đầu, ở bên Mỹ cũng như ở Việt Nam. Còn hỏi Phật tử bữa nay người ta hưởng ứng thầy quá nhiều. Tôi nghĩ 1.000 người hoặc hơn 1.000 người ở Cali mà người ta hưởng ứng là không phải là dễ. Từ trước đến giờ tôi không phải khen thầy tên định thầy, chứ mà chưa có một thầy nào đến tại Cali và tổ chức một cái pháp hội 1.000 người, chưa có. Dầu đó là hòa thượng, tôi không biết sao cái pháp duyên của thầy nó thù thắng như vậy. Chắc là những cái băng đĩa của thầy ở nước Việt Nam cũng như là ở các nơi mà người ta cảm được từ cái băng đĩa của thầy mà người ta chạy tới. Tôi thấy cái băng đĩa của thầy thành công. Từ 2011 ở chùa Diệu Quang, chùa của tôi, là thầy làm cái đĩa Con Đường Đi Về Tịnh Độ, là tôi thấy quá thành công rồi. Mà 3 năm nay là thầy tổ chức được những cái pháp hội ở Việt Nam như Ví Quan Âm mấy chục ngàn người, tôi nghe lại quá thích, thì ra thầy lại tôi coi lại thử ra. Qua ra lại lại cho sư cô ni trưởng coi, để con để ni trưởng coi cái cách gì mà lại 500 lạy mà không có mệt. 85 tuổi bà già lại được. 85 tuổi. Năm này Ví Quan Âm tổ chức ở Đại Tùng Lâm, có một số quý Phật tử ở bên Mỹ gửi về 5-70 chai dầu xanh với lại thuốc so bóp với lại dầu ở bên Iceland. Vợ chồng của chị Thảo gửi cả 100 hộp dành cho những bà cụ 70 tuổi, cho nên ai trên này 70 tuổi xuống đó lại là có dầu nghe. Nhưng mà mấy cụ thường trụ lại trên này không được đi à, đi không có xe xuống á. Bây giờ hồi 19 tháng 2 vừa rồi cho nhưng mà không đủ. Có 20-30 chai mà đến 40-50 bà cụ 85 tuổi. Cho nên đợt này quý Phật tử nghe những cái băng đĩa có gửi dầu về tặng cho những người 85 tuổi. Thì ni trưởng nói thầy có ý định để mà lập đạo tràng bên này không? Thì Giác Nhàn nó không có. Ni trưởng hỏi vì sao? Cái đạo tràng mà Giác Nhàn gầy dựng từ 5 bà cụ đến hôm nay là 800-900 bà cụ. Đây là một cái công sức mà bây giờ không thể bỏ được. Mà nếu mà qua bên đó để lập đạo tràng mà thời gian ở bên đó nhiều hơn á, mà không có thời gian ở đây thì những cụ một thời gian ở đây đó, gọi rằng cái gì đó, chủ vắng nhà mà gà mọc đuôi tôm.
Nghĩa là gì? Tính tâm niệm Phật không có, rồi bắt đầu phiền não nổi lên, bà này đụng với bà kia chọn với bà nọ, cái thôi rã đám đi về. Từ 900 nó còn 700, nó còn 300, nó còn 200, nó còn 100, nó còn 10 người, nó còn một bà già luôn. Về tới đây còn con bà già nấu cơm với mình, cái chùa vắng hoe. Chết là chết ở chỗ này. Bởi vì có một cái gia đình Phật tử đó có, họ có gọi là hai mẫu đất bên đó, họ đủ điều kiện xây là một cái chùa. Và họ định bạch là muốn xây một cái chùa bên đó cho chúng tôi ở bên đó. Thỉnh thoảng, họ kêu thường xuyên chứ không phải thỉnh thoảng, thường xuyên qua lại ở Cali. Bây giờ thấy tổ chức cái pháp hội đó người ta hưởng ứng, mà hai ngày rồi người ta vẫn còn muốn ngồi ở lại. Thì những vị đó nghe chúng tôi nói với sư bà, cho nên thành ra những vị đó cũng không có tắc bạch và có ý niệm muốn xây, nhưng mà chúng tôi cũng không có muốn xây dựng chùa nữa. Hiện tại bây giờ là một cái khu này tương đối là ổn rồi nè, ổn rồi, các chú gầy dựng tương đối ổn. Nhưng mà ở trên này thì không có cái điều kiện để mà xây dựng đổ bê tông nó kiên cố được, bởi vì cái lượng người về quá nhanh, cho nên không có thời gian để đổ bê tông cho kiên cố. Nếu mà đổ bê tông kiên cố thì làm cái nhà nó mất 5-7 tháng một năm, thì các cụ về không có chỗ ở. Cho nên chúng tôi bằng cách phải ráp sắt, ráp cho nhanh, thì ráp sắt mà ráp giường tầng nữa mới chịu nổi. Nhưng mà ở với cái khu chuyên tu là có cái duyên, bởi vì người ít và có giấy phép, cho nên chúng tôi xây dựng tương đối là nó kỳ công kiên cố cho nó chắc chắn. Cái vùng ở dưới đó là vùng mà gọi là sình lầy, phải đổ bê tông trong thôi nó sụp, nó gần suối, gần đồ nó lở. Cho nên chúng tôi làm một cái khoảng không gian đó để dành cho những chú nha, chứ không phải chúng tôi xây ở riêng một mình, chúng tôi ở hưởng thụ nha. 40 chú này là hàng ngày lên nghe pháp của chúng tôi với hòa thượng, rồi nghe xong linh trùng tiên lại. Bây giờ trên đó cũng có một cái chỗ cho các chú tu và nghe pháp. Chúng tôi muốn về sau các chú này trở thành một vị, những vị pháp sư, những vị giảng pháp để cho Phật tử được. Cho nên thành ra cái nơi đó là chúng tôi xin thưa quý vị là ai cũng hỏi là ở đâu cho con xuống thăm. Nó cũng nhà cửa thôi chứ không có gì hết trơn. Và nơi đó gọi rằng là tử cấm thành rồi, không có vô. Có nhiều Phật tử cứ đi xuống thấy chúng tôi đóng cửa đứng ngoài khóc thôi nghe. Không phải là chúng tôi chê quý vị, không phải là chúng tôi xem thường quý vị, chúng tôi không tiếp. Mà tiếp là phải có chỗ nè. Chỗ nào? Tịnh Thất Quan Âm. Lúc nào? Chủ nhật giảng xong chúng tôi tiếp cho đến 4-5 giờ chiều, chừng nào hết Phật tử rồi chúng tôi mới về. Quý vị yên tâm. Còn những ngày thường là chúng tôi phải ở dưới đó có công phu tu hành. Và khi có thời gian công phu tu hành là chúng tôi mới có được cái vốn liếng, những cái pháp hỷ, cái niềm an lạc ở trong cái công phu đó, chúng tôi mới đem lên cho quý vị được. Chúng tôi đem lên mới giảng được. Chứ không phải chúng tôi hôm nay Phật tử đông chỉ tiếp Phật sự nước ngoài, rồi ông này bữa nay ông chảnh, ông kiểu cách, không có. Đừng nói vậy tội nghiệp. Nếu mà chúng tôi có cái tâm như vậy là không bao giờ nuôi các cụ già được đâu. Mà có cái tâm phải bình dị, đơn giản, gần gũi, thương yêu tất cả mọi chúng sanh, cũng như những cụ già nghèo thì là nghèo, bán vé số ăn xin nhận luôn, chứ không phải là kiểu cách đâu. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi phải có cái thời gian để ở dưới đó. Quý vị biết trong cái thời gian mà chúng tôi vừa về là một tuần đêm nào cũng một giờ khi thức dậy để làm phim, làm những cuốn phim. Bữa nay nó dồn những cuốn phim từ lúc trước khi đi Mỹ đến khi đi Mỹ về là 21 cái cuốn phim. Chúng tôi không có cái thời gian. Cho nên những vị mà kêu bằng là hẹn gặp chúng tôi mà kêu rằng là chúng tôi không tiếp là người Phật tử nghèo hoặc giả Phật tử không đáng để chúng tôi tiếp bởi vì không có tiền, không phải vậy. Trong đầu chúng tôi không có nghĩ như vậy. Nếu chúng tôi nghĩ như vậy thì không bao giờ lên nói được một buổi thuyết pháp như vậy đâu. Chúng tôi thấy tất cả mọi người về đây với một cái tâm bình đẳng, cho nên chúng tôi bỏ hết công việc lên đây nói một cái buổi thuyết pháp mà rất trân trọng quý vị đó, rất trân trọng quý vị đó. Vì vậy với cái pháp hội hôm nay mà thành tựu được hôm nay đó là bởi vì chúng tôi có một cái thời gian để công phu tu tập, cho nên nó có một cái vốn. Hồi sáng hôm nay ngồi niệm Phật, nó xuất hiện trong đầu một điều này. Thì đang ngồi niệm Phật tự nhiên nó bừng sáng lên, nó suy nghĩ một điều là à, trong danh hiệu A-di-đà Phật, nó không có một cái ý nghĩ. Tức là mình niệm A-di-đà Phật á, nó không có một cái ý nghĩ là mừng giận buồn vui thương ghét muốn bực bội tức tối trong đó. Nếu mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà lắng nghe mà niệm á, mà thường chúng tôi vẫn giữ cái cách niệm thầm mấy năm nay nha.
Thì cái lối niệm này chúng ta thấy nó dễ chịu là nó không có khô cổ khan tiếng và nó không có mất lực nhiều. Chúng ta ngồi 1-2 tiếng đồng hồ niệm như vậy thì trong đầu mới thấy rằng cái danh hiệu A Di Đà Phật, bước đầu mình niệm á thì nó bị vọng tưởng xen vô, chứ bản chất của câu danh hiệu A Di Đà Phật là không có tham sân si nằm trong đó, không có ngã mạn giận hờn nằm trong cái danh hiệu A Di Đà Phật. Mà mình nếu mình niệm cái danh hiệu này lâu ngày á thì những cái tham sân si ngã mạn á từ từ nó sẽ dẹp tan. Mà mình mới niệm mà kêu nó dẹp tan thì chuyện này không có. Và nó xuất hiện trong một điều nữa là trong người bắt đầu nó hồi phục cái năng lượng lại. Nó hồi phục cái năng lượng lại, con người mình nó khỏe hơn, nó khỏe ra. Cho nên khi chúng ta ngồi tu nó chiêm nghiệm từng chút trong cái kinh nghiệm, trong cái niệm cái danh hiệu A Di Đà Phật á. Cho nên mình thấy nó thích thú. Vì vậy quý vị biết mỗi lần chúng tôi lên mà tán thán cảnh giới Cực Lạc, tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà và tán thán danh hiệu A Di Đà Phật là trong người chúng tôi nó cảm xúc dữ lắm. Có nghĩa là lông tóc nó dựng ở trong này á. Bởi vì mình cảm nhận được cái danh hiệu A Di Đà Phật và chúng tôi có cái thời gian để nung đúc để niệm cái danh hiệu A Di Đà Phật, nó có một cái năng lượng bảo tồn. Khi nó có năng lượng bảo tồn đó, khi chúng tôi nói ra nó có một cái hồn trong đó. Ha? Và cái hồn này nghĩa là cái gì đó? Đó là cái tâm trạng, cảm xúc về cái pháp môn Tịnh Độ. Mà khi mình có tâm trạng, cảm xúc về pháp môn Tịnh Độ mà mình nói ra đó, mình tán thán cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mình tán thán cảnh giới á Cực Lạc, thì cái công đức của mình nó vượt trội rất nhanh. Không có cái công đức gì bằng cái công đức tán thán cảnh giới Cực Lạc, tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà chỉ cho người khác niệm và tán thán 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Đây là cái công đức mà mình gọi là lợi tha đó. Bởi vì mình tán thán và mình chỉ cho người khác á, để người ta hoan hỷ, người ta tin theo á, cái công đức này nó lớn lắm. Mà từ cái công đức này nó có rồi á thì cái phước báu nó sẽ đến với quý vị. Cái phước báu đó là nhà, cửa, xe, cộ, ruộng, vườn, trâu, bò. Và cuộc sống quý vị muốn cái gì là nó được cái đó. Nó được từ cái công đức đó. Cho nên lúc trước chúng tôi thường nói với quý vị ở tại pháp hội này là nó thiếu thốn dữ lắm. Nó không có điều kiện để chúng tôi sống, rất thiếu thốn. Mà mãi đến hôm nay cái lượng người mà 1.500 người ở đây á, mà cái sức chi phí chúng tôi thấy ngoài sức tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi ngay. Mà có một cái điều lạ là không phải người bên Mỹ, bên Úc, bên Tiệp, bên Anh hàng tháng gửi về 5.000 đô, 10.000 đô cố định, không có. Không có gửi về cố định. Hình như có một cái cô có cúng tiền điện một tháng 25 triệu mà cái điện là thà xài tháng 50 triệu rồi. Mà cổ thì cổ kêu là tiền điện bao nhiêu thì cái lúc 25 triệu thì cũng để giữ 25 triệu cho không có lên giá. Sợ lên giá cho cổ 50 cái cổ rút luôn sao? Không dám lên giá, tao giữ giá 25 triệu đi. Mà hàng tháng hình như cô bỏ vô 25 triệu tiền điện, hình như đúng với cô này ạ. Và hầu như là không có ai, mà chúng tôi cũng không có kêu gọi. Chúng tôi cũng không có bắt buộc mỗi chủ nhật quý về phải đóng bao nhiêu ngàn, không có. Mà không biết làm sao cái tuần lễ vừa rồi 1 tỷ trong đó. Biết xài gì 1 tỷ, mà cũng có tiền 1 tỷ hay thiệt ta. Ồ, lạ nghe, nghĩ kỳ cục, 50 ngàn đô. Nhiều lắm, 50 ngàn đô mà đi mở pháp hội, người ta cúng mở nhiều pháp hội lắm, mà cực lắm á. Mà sao đây, không biết làm sao mà những Phật tử hàng ngày họ về với mỗi chủ nhật mà sao mà họ đưa cái kiểu gì không biết, hay Phật Di Đà ký xếp hay sao. Không hiểu nổi cái pháp hội này. Bởi vì cái công đức của Phật A Di Đà nó bất khả tư nghị, nó không thể nghĩ bàn. Mà trong nhà của quý vị mà thành tâm tụng kinh niệm Phật á ngang, lâu ngày nó tích lũy công đức, phải nhớ lâu ngày ngang, chứ đừng có nói nghe thầy nhà bắt chước tụng kinh nó tỷ tỷ rồi ở nhà tụng sao không thấy tỷ tỷ nha. Nhớ tụng kinh mà mong tỷ tỷ là không có à. Nhiều đó, chúng tôi phải nói cho rõ chứ không thôi kìa, trời ơi, chuộng thầy nhàn ông dạy hay lắm, về tụng kinh nó vô tỷ tỷ. quý vị biết chúng tôi mà tích lũy được cái công đức mà để nuôi được, lo lắng được những người này á, là bao nhiêu thời gian từ 2007 đến hôm nay lên giảng, tìm ra cái cách để cho các Phật tử ở đây tu, đem băng đĩa đi làm trong đêm khuya, cắt xén gửi đi các nước trên thế giới cho họ xem,
cũng như hôm nay bên Mỹ bên Tiệp về họ xem có những cái băng đĩa làm những cái tượng Phật tặng cho mọi người, tích lũy từng chút trong bao nhiêu năm, hôm nay nó mới hội tụ lại. Cho nên những chùa khác chúng ta không phải xem thường, mà đùng một cái kêu kêu 1.500 người này đến nuôi là coi chừng sập chùa. Bởi vì nó không có được một cái quỹ kinh tế mà hàng tuần người ta cúng lấy đâu ăn, uống nước sống được đâu. Nó phải có cái thời gian tích lũy đó quý vị ạ. Chứ không phải bỗng không đâu. Chúng tôi không phải xem thường các chú, chứ còn các chú ở đây 350 chú mà kêu rằng là lên giảng một buổi thuyết pháp hoặc là có được một cái uy tín của các chú riêng một chú hoặc là 50 chú để cho người ta cúng số lượng tiền về đây nuôi á, thì chúng tôi nghĩ các chú chưa đủ khả năng. Mà đòi hỏi toàn bộ ni và các cụ và đồng lòng với đại chúng ở đây niệm Phật. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cộng lấy với lại vị trụ trì giữ vững được cái lập trường cho họ tu. Giữ vững lập trường. Giữ vững lập trường là không tổ chức những cái pháp hội bên ngoài. Thí dụ cũng có một số những người bên Mỹ, bên Hà Lan về đây để xin tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm trong này. Chúng ta nói bây giờ quý vị tổ chức tam thời hệ niệm 3 ngày rồi đại chúng ở đây ngưng hết niệm Phật rồi sao? Không được. Nhiều Phật tử đến đây để tổ chức những cái lễ gì đó. Hằng Thuận nói cho dễ là đám cưới á. Chùa người ta niệm Phật mà vô đây đám cưới. Đám cưới có chỗ đám cưới, sao đám cưới trong này? Nếu mà gặp riêng thầy nói chuyện chút đỉnh đồ đó, rồi thầy trao cái nhẫn đồ, thầy nói ý nghĩa đồ riêng, gặp thầy đủ duyên thì được. Chứ mà tổ chức một cái pháp hội thầy đang niệm Phật mà tổ chức đám cưới trong này làm được à? Thầy ta nói quý Phật tử ở đây về tu kêu chùa khác tổ chức đám cưới, con đi chùa thầy hoài, sao thầy không đám cưới cho con? Cái vụ này không được nghe. Cái gì nói rõ trước nghe, mất lòng trước được lòng sau. Cái chùa nào tổ chức đám cưới Hằng Thuận thì quý vị đến đó, chúng tôi cũng không có chỉ trích bác bỏ gì đâu. Mà riêng chùa chúng tôi là phải niệm Phật suốt à. Đây là cái vị trụ trì phải anh minh, phải sáng suốt. Cho nên khi chúng tôi giảng sanh rồi là các chú phải đúng bài y theo. Tất cả băng đĩa kinh sách tượng Phật miễn phí. Họ về đây lúc lâm chung họ mất không có tiền. Bữa nay các chú liệm luôn. Cái nhà hoàng lúc trước á thì cho họ liệm, họ tính tiền liệm với tiền chở thì họ chở. Hôm nay mình liệm kêu họ chở, họ không chở. Kêu không chở thầy chở. Lấy cái xe tải á trang trí lên chở. Đỡ tốn tiền chở 2 triệu. 2 triệu tiền chở. Rồi thêm cái gì nữa? 500-700 tiền liệm. Chỉ tốn tiền thiêu. Cho nên quý vị chết đâu cũng chết, chết đây nó rẻ. Mà hầu như phần nhiều những người đưa về đây là người ta giao hết luôn à. Giao thầy chọn gói à. Ở đây là gọi là dịch vụ chọn gói. Tội nghiệp mấy chú. Mấy chú kêu à lạ lắm thầy ngăn. Bữa nay mới làm 2 cái phòng mới nữa là người ta chết nhiều hơn. Cho nên là ra mấy chú bữa nay là lo lắng. Cái này là nam mà lo rửa tấm liệm cho nam, mà nữ là liệm cho nữ. Lo hết đàng hoàng sạch sẽ luôn. 24 tiếng đồng hồ là đem ra liệm. Mà lạ ngàn thổi tướng đẹp. Từ khi cất phòng vãng sanh đẹp thì người ta thổi tướng đẹp. Có lạ lạ chỗ này ngang. Hình như khoái vô cái phòng vãng sanh đẹp chết hay sao. Cho nên cái chùa của chúng tôi sở dĩ mà nó vui trong suốt ngày đêm á là nhờ cái phòng hộ niệm. Nếu mà không có phòng hộ niệm, niệm suốt đêm là cái chùa nó buồn. Mà cái miệng chúng tôi cũng lạ lắm nha. Cái lúc trước mà chưa có đông ban hộ niệm, mà người ta chưa có về tấp nập hàng mang về nhiều á nha. Thì cái bữa đó kêu trời ơi, sao bữa nay ban hộ niệm được nghỉ ngơi 2-3 bữa, 4-5 bữa rồi, sao mà chưa có ai mang về. Cái miệng mình sao nó cũng linh, cái chiều có người về liền nha. Mà bữa nay không dám nói nữa, bữa nay đông quá rồi. Bữa nay quá trời rồi. Bữa nay quá trời trong đó rồi. Cho nên chúng tôi nói với quý vị là làm lâu ngày nó có cái từ trường ha. Cái từ trường đó tức là cái năng lượng bảo tồn. Năng lượng bảo tồn. Vì vậy với cái pháp môn tịnh độ này, hôm nay chúng tôi rất mãn nguyện. Và cứ thẳng một đường này mà đi. Đã thấy đường đi rồi. Đường đó là đường mà chúng ta phải đi về. Đó là Tây Phương Cực Lạc.
Và trên hành trình đó mình phải chuẩn bị hành trang mình như thế nào để mình mang đi theo. Nếu chúng ta chuẩn bị những cái hành trang mà tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, của cải, vật chất, châu báu, ngọc ngà, thì xin thưa quý vị, cái này mang đi không được. Nhưng mà có nhiều người hỏi lại, bây giờ tôi đang sống, nếu tôi không có cái nhu cầu đó làm sao tôi sống? Nhưng mà chúng tôi hỏi lại quý vị là cái nhu cầu quý vị quá cao. Có những vị thầy như chúng tôi xin lỗi không nơi tên vị thầy nào, nhu cầu quá cao, là cái tầm tay mình chưa có tiền mà muốn đặt đá xây cái chùa 4-5 tỷ, 5-7 tỷ tiền Việt Nam, hoặc 10 tỷ. Trong mạng mình không có tài, nhưng mà cái nhu cầu mình quá cao là mình phải đặt đá đi rồi từ từ người ta cúng. Từ từ nó kéo dài đến 5 năm, 10 năm, và thọ mạng mình chưa xây chùa xong mà hết, thì chết tiếp tục làm người đi xây chùa nữa. Chúng tôi bảo đảm cái gì, chắc cú luôn, chạy đâu hết trơn. Vì cái nguyện mình chưa thành mà, đúng không? Cái nguyện mình xây chùa chưa thành thì mình chết mình phải làm thầy chùa để xây chùa nữa. À, phải suy nghĩ lại điều này. Thì chúng tôi không có đi cái exit này, không đi con đường này. Mà con đường chúng tôi đi là gì? Chùa Tỳ Duyên, không Phan Duyên, có sao làm vậy. Riêng cái viện chuyên tu, khu chuyên tu chúng tôi làm dưới đó, không ngửa tay xin một đồng Phật tử, có nhiều làm nhiều. Nói như vậy không phải chúng tôi tự khoe khoang mình là giàu có, hoặc mình có của rồi mình không thèm xin tiền người khác, không phải. Chúng tôi có nhiều, chúng tôi làm nhiều. Đi giảng, Phật tử phát tâm đồ, dành dụm bấy lâu nay làm cái nơi đó, sửa sang ở trên này, mỗi nơi có mỗi cái duyên. Cái duyên chúng tôi muốn xây một cái khu ở trên mấy chú đang ở đó, là 3-4 tấm lên làm đầy đủ tiện nghi để mà cho các cụ đồ ở trên đó đó ngang. Đi xuống xin giấy phép rồi mà sao trên này cái điều kiện xây nó không đủ duyên. Chứ không phải chúng tôi không muốn xây nha. Không phải chúng tôi ở dưới đó chúng tôi làm cho nó sung sướng như cung vàng địa ngọc nha. Không phải à. Mà mỗi cái duyên nó khác nhau. Chứ không phải bên năm nay muốn làm cũng làm được nữa. Lạ lắm. Cái duyên nó vậy. À. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là những vị tu sĩ như chúng tôi, nếu mơ ước quá cao và cái đòi hỏi cuộc sống mình quá lớn, trong một ngôi chùa mình như vậy, số lượng người chưa có phải là đông đủ lắm, mà cái chùa mình hơi cũ, bây giờ mình đập ra mình làm lại cái chùa mới, thì cái chuyện xây chùa chúng tôi không nói đến. Nhưng mà cái phước mình đủ hay không? Nếu cái phước mình đủ thì mình có tiền trong một thời gian 1 năm, 2 năm là mình làm xong liền, không phải lệ thuộc ai. Gọi là phước đủ, gọi là tùy duyên làm. Còn nếu phan duyên mà làm đi xin xỏ không có rồi, bắt đầu là nó phiền não, ăn không ngon ngủ không yên, tối đến sáng trong đầu nó có sắt thép xi măng gạch đá trong này, là chết. Chết ngàn. Là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là mình dạch ra một cái hoạch định của mình quá lớn, làm những chương trình này chương trình nọ quá lớn. Mà cái chương trình của Phật sẽ suốt cả 49 năm chỉ có đi thuyết pháp. Nhớ cho kỹ nha, chỉ có đi dạy học. Dạy học cho người ta học và hiểu để làm theo, làm gì? Làm sao cho lìa khổ được vui, và làm sao cho phá mê khai ngộ. Đó, cái mục đích của Phật là như vậy. Cho nên chúng tôi nghiệm lại thấy Hòa Thượng Tịnh Không vẫn là con người mà chúng tôi đang đeo đuổi. Vì cái lối của Ngài vẫn là đang trên cái hành trình và lộ trình thuyết pháp, đem cái chánh pháp truyền cho sanh chúng, đem cái chánh pháp truyền cho nhân loại, và cho tất cả nhân loại hiểu được chánh pháp, cho lìa khổ được vui, cho phá mê khai ngộ. Cho gì? Cho bỏ ác làm lành. Đó là mục tiêu của Ngài. Còn cái chuyện những cơ sở để mà làm chùa chiền, đó là tùy duyên, Ngài không đặt trọng. Và chúng tôi đang đi trên con đường này. Ấn Quang Đại Sư cũng thế. À. Vì vậy cho nên thành ra là những người ở trong này cũng như những người được xem qua những cái băng đĩa của chúng tôi, thấy những người Phật tử đông về tham dự và hưởng ứng chúng tôi, cũng như Ví Quan Âm ngày mốt chúng tôi lại là 60-70 ngàn người, chúng tôi hê lên một tiếng người ta sẽ đến đây xây chùa cho chúng tôi. Chúng tôi không có ý nghĩ này. Không phải chúng tôi tập tụ Phật tử đông về để mục đích lo để xây chùa hoặc làm những cái gì mà ngoài cái chuyện để hoằng pháp, để mà truyền bá pháp môn tịnh độ. Không có. Con đường chúng tôi chỉ có là truyền bá pháp môn tịnh độ, lập những cái phòng vãng sanh, mở những cái phòng vãng sanh để gì? Tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi muốn làm điều này. Vì vậy so với cái đường chúng tôi đi nó hơi khác một chút trong thời đại hôm nay. Đó là gì? Đó là chúng tôi muốn những cái gì trong tầm tay chúng tôi làm được để chúng tôi làm.
Vì vậy năm 2014, năm này chúng tôi qua gặp được Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi ưng ý lên cái phòng mà Hòa Thượng ngồi để mà thuyết giảng. Thấy cái máy của Hòa Thượng để mà ngồi ngài giảng xong ngài đưa đĩa khắp nơi trên thế giới, chúng tôi ưng ý cái phòng này. Đợt này qua Mỹ chúng tôi cũng mua được hai cái máy tương đối là khá tốt để về chúng tôi làm những cái bộ phim mà nó đẹp giống như là Bribana vậy đó. Công nghệ càng ngày càng tối tân, hả không ạ? Để cho Phật tử người ta coi. Nhưng mà cái công nghệ của thầy đẹp á, mà quý vị tivi nó xấu nó cũng không đẹp, quý vị mua cái tivi mà nó khoảng 65 inch á, gọi là gì đó, Samsung siêu phẳng Full HD á, thì nó hợp với phim của thầy, quý vị coi thầy đẹp lắm. Nghe. Hình như cái có 100 triệu một cái hay sao. Bữa nào trúng số thầy cho. Thầy thích lắm. Ngồi mà mần mò cắt một cuốn phim, trời ơi, nó có nhiều cái lý thú trong đó, lý thú lắm. Ngồi cắt cuốn phim cứ ủa sao tự nhiên mình ngồi mình nói giòn tan vậy ta, sao mình không chuẩn bị trước mà sao tự nhiên mình nói vậy ta. À, do mình niệm Phật. Vì do mình niệm Phật cho nên trong danh hiệu A Di Đà Phật là vô lượng giác. Mà vô lượng giác được sinh hoạt trong đầu mình lâu ngày thì nó khai mở trí giác. Mà khai mở trí giác đây là trí tuệ vô lậu, nó có cái sức biện tài vô ngại, khỏi soạn trước. Quý vị biết bảy cái tiểu bang mà đi qua, sáng giảng chiều giảng, một cái bữa giảng 4 tiếng đồng hồ, nếu mà soạn trước là không bao giờ giảng được. Chỉ có công đức niệm Phật tu hành nó có năng lượng trong người á ha, có năng lượng trong người mà tiếng Anh gọi là power đó. Anh này học được mấy chữ đó. Thì sao nói thao thao bất tuyệt, nói thao thao bất tuyệt à. Cho nên thành ra nếu mà đi để mà gom góp cái tư liệu, những cái kiến thức để mà giảng, thời gian hết vốn. Còn nếu ai ngoan ngoãn mà chịu khó công phu thực hành tu tập tích lũy công đức á, công đức đây là lợi tha, là in kinh, là in băng đĩa, là in tượng Phật tặng, nó được công đức phản hồi lại trí tuệ khai mở, gọi là bố thí pháp phản hồi trí tuệ khai mở, mà phóng sanh thì thọ mạng kéo dài ít bệnh hoạn, cái nhân quả nó rõ ràng như vậy. Cho nên những Phật tử về pháp hội chúng tôi thích là do gì? Do người ta học được cái pháp hành, rồi người ta về người ta thực hành cho người ta thấy có kết quả. Ồ, thầy Nhàn về lúc nào cũng nhắc ăn chay, chắc là ăn chay quan trọng lắm cho nên ông cứ nhắc hoài. Sao không quan trọng? Ăn chay để lúc ngáp ngáp nó không đau đớn mà sao không quan trọng? Ông nhắc niệm Phật hoài, ông nhắc giảng sanh hoài, mình đang còn sống mà ông cứ kêu giảng sanh hoài. Có nhiều người kêu từ từ chứ nếu mình kêu giảng sanh rồi mình đi lên rồi mình muốn giảng sanh Phật Di Đà rước rồi rồi ai mà xài của cải mình đây? Tôi ngồi tính toán dữ lắm nghe. Nhưng mà mình không hỏi lại rồi thọ mạng mình chết rồi ai xài đây? Thọ mạng mình hết á, có đi không? Phải đi. Cho nên chúng tôi qua bên nước ngoài mà giảng gì vãng sanh là khó lắm với ngang. Người ta ở bên đó là thiên đàng của vật chất, người ta đang nhà cửa xe lít xịt đồ này nọ, mà mình nói cái vãng sanh kêu họ chết coi chừng đó. Họ quăng dép à, họ ném dép à. Mà qua chúng tôi tới là chúng tôi cảnh báo, gọi là warning. Warning họ là gì? Quý vị không giảng sanh thọ mạng hết quý vị cũng chết. Họ sợ cái vụ này, họ sợ cái vụ này, đúng không? Họ nghe có lý. Đúng rồi, bây giờ mình không nguyện vãng sanh thọ mạng mình chết mình không được vãng sanh. Bây giờ mình cứ nguyện vãng sanh đại đi, đại là lớn đó nha. Cứ nguyện vãng sanh đi, lỡ thọ mạng mình hết thì mình được về, đúng không? Mà mình nguyện vãng sanh mà mình đủ công đức thiện căn phước đức á, Phật A Di Đà đóng visa cho mình rồi á, mình muốn 3 ngày nữa về cũng được, mà 3 năm cũng được, mà 3 tháng nữa cũng được. Cũng như Hải Hiền á, Hòa Thượng Tịnh Không nói khoảng 60 tuổi là Pháp Sư Hải Hiền muốn về lúc nào là về rồi. Nhưng mà sao để 112 tuổi? Bây giờ Phật A Di Đà nói thôi ông ở lại đây đàm biểu pháp đi. Cái biểu pháp đó là gì? Là ông sống 112 tuổi mà đầu óc mông minh mẫn, đó là do ông niệm Phật, ông tụng kinh. Mà ngài cũng không có tụng kinh gì đâu, đâu biết chữ đâu. Pháp Sư Hải Hiền đâu biết chữ đâu, mà sống 112 tuổi chỉ có niệm A Di Đà Phật. Vì sao ông sống 112 tuổi? Vì ngài phóng sanh. Mà sao sống 112 tuổi không có bệnh mà mình cứ bệnh bệnh hoài? Vì ngài ăn chay. Đó là cái biểu pháp. Hòa Thượng Tịnh Không nói là Pháp Sư Hải Hiền, Phật Di Đà nói ông nên ở lại đi, ông làm biểu pháp. Đó.
Vì vậy cho nên thành ra cái pháp môn tịnh độ này nó lý thú lắm. Già nó có lợi ích theo già, mà trẻ nó có lợi ích theo trẻ. Chứ không phải là trẻ không tu tịnh độ không có lợi ích đâu nha. Có nhiều người ở trong này người ta nói làm cái gì mà còn trẻ mà A Di Đà Phật mà cầu vãng sanh sớm thế. Trẻ có chết không? Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu nương xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Câu này nghe bắt đầu thấm rồi đó nghe. Thấm rồi nghe. Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Vừa rồi có một cái đứa bé, chúng tôi qua Florida lại gặp lại bà má của đứa bé này. Lúc ở Việt Nam, thầy ơi, đứa con nó mới có 14, 15 tuổi, nó đi chơi với bạn bè, mà hai đứa bạn của nó cũng rất là thân, mà bị xuống cái hồ nước đó tắm á, hai đứa bạn nó ngộp nước bơi không được, nó nhảy xuống, nó tống một đứa lên được rồi, đứa thứ hai nó vừa tống lên nữa là đứa con của con nó bị chìm xuống nó chết. Lúc ở tại Việt Nam cổ đã gọi điện cổ nói rồi nghe, mà khi nó chết rồi á, người ta vớt nó lên được á, trong người nó không có nước thầy, nó ngộp sao trong người không có nước. Thì khi mà nó chết rồi như vậy đó, là con ngồi đó con niệm Phật cho nó, quá chừng con niệm Phật mà con nhớ thầy nói, cho nên con nói với nó rằng là chỉ có niệm A Di Đà Phật, chỉ có theo A Di Đà Phật chứ má không cứu gì được con hết, con đừng có bám víu theo má, tuy rằng má rất thương con nhưng mà má con không giúp gì được con, chỉ có Phật A Di Đà mới giúp con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm theo đi. Nó niệm như vậy cái mặt nó thay đổi lên, cái mặt nó tươi lên, cái mặt nó tự nhiên khác thường lên, cái miệng cái bắt đầu nó khép lại, nó như là nó muốn mỉm cười á, con mắt của nó khép lại. Bà kêu được lắm, con ngoan lắm, con nghe lời má rồi đó, bây giờ tiếp tục con niệm Phật đi. Mà con không hiểu vì sao mà cái lúc đó con có khả năng, mà con chỉ có một mình đứa con trai, ông chồng con thì theo vợ bé rồi, có mình đứa con trai đó là cái nguồn an ủi của con, mà vì sao con không hiểu cái lúc nó chết mà con lại nói đưa nó được như vậy. Thì con mới nghĩ ra rằng là do bình thời con được nghe pháp thầy. Hay không? Bình thời tức là những ngày bình thường con được nghe pháp thầy, thầy nung đúc cho con thành một cái tư tưởng, thầy nung đúc cho con thành một cái ý niệm, mà lúc đó con tỉnh táo sáng suốt, chứ không lúc đó con ôm nó con khóc. Bởi vì cái lòng thương nó thương quá độ đi, cho nên thành ra cứ ôm nó khóc không giải quyết được. Mà cái lúc cái giờ mà khoảng 8 tiếng đến 10 tiếng đến 12 tiếng là cái giờ phút đó quan trọng. Cho nên con nghe được những cái đĩa của thầy, con để con thuộc lòng, con nằm lòng trong tâm con rồi, cho nên con gặp đứa con của con là con không có nuối tiếc nó nữa. Quý vị thấy dễ không? Không phải dễ nha. Lúc đó không phải đơn giản nha. Có kêu bữa nay thầy tới Phalida, con đến con cảm ơn thầy. Và thưa thầy, từ khi mà 8 tiếng xong, người nó mềm quẹo quặt luôn, quá trời mềm luôn rồi, mặt nó tươi, nó đẹp, hoan hỷ rồi. Thì con gặp nó chỉ một lần mà trong người đó, trong người nó phát ra cái mùi thơm, và nó nói chuyện với con á là thiệt là thơm. Rồi con nói, ồ bữa nay con á sống lại rồi hả má nè con? Kêu không, bữa nay con là con người cõi khác rồi, con người con như bông nha. Nghe bữa bà nói con người con là như bông vậy đó. Thôi con đi nha má, con theo Phật Bồ Tát con đi nha má, con cảm ơn má niệm Phật cho con. Ôi cha, mà nó nói ra một câu là một cái miệng nó phát ra cái mùi thơm, mà kêu thơm như thơm thơm lạ lắm, thơm như mùi trầm, thơm lạ lắm. Cho nên thầy qua bến tới bên Florida, con đến đây con cảm ơn thầy, lúc nhờ thầy thầy chỉ cho con. Nhưng mà cái lúc mà nó đi rồi đó thì con cũng nghe theo lại sư cô kia nói, khóc đi, khóc nhiều, càng khóc nhiều càng tốt. Con nghe đĩa của thầy dạy rồi. Thì trong thời gian 49 ngày rồi đó, con gặp sư cô đó, cái cô kêu khóc nhiều tốt lắm. Có gì thấy lạ không? Không phải dễ đâu, không phải dễ những người mà tin vào cái pháp hộ niệm, tin vào cái pháp môn niệm Phật để mà hộ niệm đâu nghe. Thì thưa quý vị, với cái pháp môn niệm Phật này, chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không được đi học, cũng như là hôm nay ngồi để nghe chúng tôi giảng, và không thấy những cái ca hộ niệm của chúng tôi, thì quý vị ngồi đó mà niệm A Di Đà Phật cái lúc mà người ta chưa mất á, cả một vấn đề kỳ công và ngán ngẩm. Mà nếu quý vị coi qua những cái ca hộ niệm của chúng tôi rồi,
Hoặc giả có những cái nhân duyên mà quý vị hộ niệm được một hai ca ra đi rồi đó, thì quý vị rất thích thú ngồi hộ niệm cho những người có lúc người ta chưa ra đi mà bác sĩ chê. Có nhiều người nói, có nhiều ban hộ niệm nói họ còn khỏe mà họ chưa chết đâu, chừng nào họ ngáp ngáp và tới niệm. Không kịp, ngáp ngáp không kịp đâu. Ngáp ngáp không kịp à. Vì vậy cho nên cái ban hộ niệm ở đây chúng tôi thấy rất là đắc lực. Bữa nay 150 người rồi. Phát tâm, các chú, các cụ, các cô phát tâm vô cái ban hộ niệm này, niệm suốt ngày đêm. Cho nên hôm nay quý vị phát cái nguyện về tại đây, cho con đủ nhân duyên khi con lúc lâm chung với ngang, để con về tại tỉnh Thất Quan Âm vô phòng hộ niệm để con ra đi. Chứ không con ở nhà, đôi khi con cái con á, con thì chủ động đi được rồi, nhưng con cái con khóc nhiều quá, con cầm lòng không đậu á, thì coi chừng con cũng bị dính mắc vô con cái. Nhưng mà về cũng về từ từ, chứ mà bao nhiêu này về là không có chỗ nằm. về từ từ. Nói vậy cũng từ từ nha. Wow. Thì chính cái nguyện này nó đẩy cái thân chúng ta và nó chuyển cái nghiệp cho chúng ta lúc lâm chung được nằm trong phòng hộ niệm, cũng như những người này. Và có những người này chưa bao giờ đến tỉnh thất một lần, mà chỉ có thân nhân họ tin tưởng cái đạo tràng chúng tôi, thấy qua cái ca hộ niệm mà vẫn giúp ích cho người đang nằm trong này về. Huống chi là chúng ta đã về đây bao nhiêu lần mà chúng ta thờ ơ á, thì nó không đủ duyên. Mà chúng ta có nguyện á, nó đủ duyên. Mà nguyện này có lời không? Lợi ích lắm à. Nhưng mà khi có cái nguyện đủ rồi, tự nhiên cái lúc đó gia đình chúng ta đồng lòng hết đẩy lên đây à. Hay lắm á ngang. Nhưng mà bây giờ nguyện đi, biết đâu tối nay làm sao. Chúng ta nói gì là đó. Bây giờ chúng ta đọc qua những người này nè, quý vị nghe nè ngang. Hôm nay chúng tôi muốn nói ra những người này mà mấy chú đã quay được cái đĩa rồi. Thì chúng tôi nói ra đây để cho mấy chú lấy những cái đĩa đó gắn vô những cái chỗ chúng tôi nói. Đây gọi là gì? Đây là kỹ xảo của điện ảnh. Nghe không? Mà kỹ xảo đây không phải là kỹ xảo sai, kỹ xảo lừa dối. Mà kỹ xảo đây là nói là có bằng chứng thực tế. Quý vị nhớ Nguyễn Văn Công không? Cái chân nó có cái lỗ mà chúng tôi thấy cái lỗ đó xung quanh cái viền giống như cái miệng con người. Mà ở trong đó nó thúi hết trơn à. Mà chúng tôi nghiệm lại chúng tôi thấy có điều này. Khi đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy người ta nói cưa đi. Bây giờ chỉ cưa ngang đầu gối thôi là ổn. Nó nói con còn trẻ mà con cưa mốc một giò rồi lớn lên sao con có vợ. Trời ơi, cục giò cũng có vợ được chứ sao đâu mà. Nó chưa hiểu đạo gì hết trơn á. Nó kêu thôi khỏi cưa đi, đi về đắp thuốc, đắp đồ, thời gian nó hết đó mà. Không cưa. Vì lý sao sao không cưa? Vì lý do sao không cưa? Vì cái nghiệp nó cản. Cái nghiệp á, cái nghiệp nó nặng quá cho nên nó cản, nó không cho mình hết. Cái chỗ này cái chỗ quan trọng nha. Khi cái nghiệp mình nó đến, bệnh hoạn cái gì đó mà mình tin tưởng mình niệm Phật nha, mình tin tưởng in kinh, tin tưởng mình phóng sanh nha, còn cái chuyện thuốc là phụ, thì tự nhiên nó âm thầm cái công đức nó xoay chuyển. Một là bác sĩ đó thuyết phục mình nghe, hai là cái thuốc đó đó nó có một cái tác dụng đúng thời đúng lúc, và ba là nhờ cái Phật lực gia trì nó uyển chuyển trong đó rất hay. Nhớ chỗ này nha, mình nghe cái này mình mới tin được nha. Chứ đôi khi mình không tin á, chữa thì cứ chữa đi. Mà những người ta tin tưởng với Ấn Quang Đại Sư nói á nha, là khi nghiệp đến rồi thuốc không chữa được, không kéo dài thọ mạng được đâu. Chỉ có câu A Di Đà Phật là thuốc A Già Đà, uống vào không hại thân tâm, chữa bá bệnh. Chưa đủ sức tin thì mình vẫn đi chữa, mà chữa đó là phụ đi. Còn niệm Phật tụng kinh làm phúc là chính, để nó âm thầm xoay chuyển. Thằng nhỏ này xoay chuyển không được, bây giờ cả gia đình giết heo giết gà đâu có công đức đâu mà xoay chuyển. Bác sĩ nói chuyển không nổi nghiệp nó, gia đình chuyển cũng không nổi, mà nó gì, bị dính vô cái nguồn nghiệp. Cho nên về nhà nó ăn luồn, xong đến cái lúc xuống nhà thương kêu cắt, bác sĩ nói cắt không được nữa. Thấy không? Thấy cái nghiệp nó chi phổi lạ không? Nhưng mà nếu mà bữa đó nó qua đây nó ăn chay, nó nghe thêm một buổi thuyết pháp, hoặc giả nó có làm những cái công đức, thì tự nhiên nó có một cái năng lực mà cái tịnh nghiệp á, cái công đức á, cái phước nghiệp đó, tự nhiên nó phong tỏa cái bệnh đó. Lạ lắm nghe.
Hôm nay có một cái gia đình, mà cái gia đình này cũng làm cho chúng tôi ấn tượng. Lúc trước thì cũng không biết tu nhiều lắm, mà khi cái đứa nhỏ, đứa con nó gặp những hương linh trong gia đình đó, nhập vô nói sao không thờ phượng thế kia thế nọ, hương linh nói cái bắt đầu tin tưởng được, chuyển cái lên lên trên chùa chúng tôi theo gia đình của Hoa Tâm. Quý vị cũng biết Hoa Tâm lên đây xin quy y Tam Bảo rồi cúng dường, bắt đầu phát tâm rồi bắt đầu in kinh. Cái lúc cô cũng in kinh 5.000 cuốn, in kinh một số cũng nhiều lắm, mà cô gửi tiền in tượng Phật. Cô này cô cũng có phước báu, cũng khá khá một chút. Rồi cái đứa nhỏ đó tự nhiên nó thích chúng tôi. Cái bữa chúng tôi đang làm cái khu chiên tu, nó cũng xuống đó nó phụ, nó làm mấy bữa. Sau cái bữa đó cái nó đi, hình như chúng tôi nhớ ngày đó là ngày lễ vía Quan Âm 19 tháng 2 vừa rồi. Trước đó cái không biết làm sao nó đi chơi, nó uống rượu hơi xỉn xỉn chứ chưa say lắm. Nó không có đội cái nón bảo hiểm. Uống rượu xong nó tưởng nó lái được. Thường mấy đứa say là nó thấy nó không có say, nó chạy xe được. Nó chạy sao tới ngay cái đồ người ta chặn ngang để mà làm con đường á, 5 km một giờ đó, nó tông cái rầm vô một cái ngã xuống, cái đầu nó bể hết trơn ra luôn, máu đồ nó phun ra, coi như là 99% này nó chết rồi. Sau đó bắt đầu cái là cậu ông chú gì gần nhà hoặc ai biết cái chở lên cái chỗ chợ gạo đó, xong cái là mới mới thấy không chữa được, cái chở lên Chợ Rẫy coi như nằm bất tỉnh luôn, cái đầu nó coi như là bể máu nó ra nó tràn hết. Ông cha cậu chú này coi là ôm cả một người máu, ông kia này nó chết rồi, cái đầu cũng như trái chuối mà nó mềm xèo như trái chuối. Rồi chở nó lên trên đó, lên nằm thì vía Quan Âm chúng tôi lạy xong 19 tháng 2 chúng tôi ghé vô thăm nó. Mà sao không biết cái phòng này người ta cho chúng tôi vô là gia đình họ cũng quen rồi, dắt chúng tôi vô. Thấy nó nằm cái chân mà nó cứ giật 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 như vậy nè. Nó mê nó không biết gì hết trơn, mà cái đầu nó người ta băng xung quanh, tức là nó bể cái sọ hay cái gì trong này nó ghê lắm. Thì không biết làm sao nó nằm như vậy, chúng tôi vô thăm xong chúng tôi cũng niệm Phật hồi hướng cái buổi phóng sanh ở vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm hồi hướng cho con. Ý anh con cố gắng niệm Phật, cái hồn của con bây giờ phải hoàn hồn lại niệm Phật. Thì nói chuyện đang chập chúng tôi đi ra thì bác sĩ nói là phải 2 tuần, 10 ngày đến 2 tuần nữa thì nó mới có thể biết kết quả hoặc có thể nó tỉnh hay không. Mà sao có mấy ngày sau cái bắt đầu nó tỉnh lại. Rồi bắt đầu chuyển nó qua một cái bệnh viện bên kia. Mà qua cái bệnh viện bên kia á, là chăm sóc hơi kỹ hơn một chút xíu. Thì định mổ ra lại để mà nó làm cái gì ở trong đó nữa, nó sợ mổ quá rồi. Thôi anh niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, anh niệm quá chừng anh niệm luôn, lúc mà nó đau quá anh phải niệm. Thì má anh đứng bên cạnh mà ảnh cái chú này niệm đến cái mức độ mà thấy Quan Âm xuất hiện, mà nó mở mắt thấy Quan Âm luôn. Tức là nó mở mắt thấy Quan Âm luôn, nó tưởng má nó thấy. Má Quan Âm không biết lấy cái nước gì bơm xịt cho cái lỗ mũi nó. Nó kêu má có thấy Quan Âm không? Thì má có thấy đâu, bởi vì má có niệm đâu mà thấy. Mà nó đứng nó niệm Quan Âm vậy đó. Sau đó rồi trong người nó vui vẻ, nó hoan hỷ trở lại. Thì nó nói má ơi chắc con lên trên khu chiên tu thầy nhà con ở mấy bữa, chắc có cái phước đó cho nên nó, con cần té xe mà con không chết. Lạ nha. Tức là cái phước của gia đình có là nó quy y Tam Bảo được nè, rồi bắt đầu nó biết tu nè, nhờ cái phước nó bảo bọc cái thân mạng đó, nhờ cái công đức đó nó bảo bọc cái thân mạng đó. Chứ mà tiền nhiều cỡ nào đi nữa mà nặng thiệt là nặng, và thọ mạng hết thì tiền không kéo dài thọ mạng được. Mà riêng đứa nhỏ này nó nhờ cái công đức của cha mẹ, nhờ cái phước của nó cũng tin tưởng Tam Bảo quy y á, cho nên nó bảo bọc cái thọ mạng cho nên nhỏ này nó còn sống. Chúng tôi tin cái điều này. Có nhiều đứa té xuống là chết liền á. Mà nhỏ này là cái đầu nó như trái chuối này, nó mềm mềm nhũn á. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị, hai đứa nhỏ thì cũng một đứa nhỏ mà té xuống một cái là cái đầu nó nát rồi, mềm như trái chuối rồi, mà gì bác sĩ vẫn cứu. Mà nhỏ này có cái một chút xíu một xíu à, mà nó luồn 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 sao cái là gì, nó ăn tiêu hết cả luôn, chết. Thì hai đứa nhỏ này khác nhau. Khác nhau ở điểm nào? Khác nhau ở điểm nghiệp báo. Tuy rằng bệnh thì đứa nhỏ là chú Nguyễn Văn Công này thì bệnh quá nhẹ so với một cái mục nhỏ nhọt ngay chỗ đầu gối. Rồi má nó kêu giờ bắt cái con ếch sống á, đập giả nát ra rồi đắp lên cho nó mau hết. Trời ơi đắp lên nó càng đau dữ nữa. Quý vị nghe chú nhỏ nó nói không? Chúng tôi qua bên bên Úc á, người ta lấy cái đĩa của chú Nguyễn Văn Công này
rồi gì in cả luôn cái hình Nguyễn Văn Công này ở trong cái đĩa và viết cái đề tài là giảng sanh giác nhàn. Trời ơi, cái đĩa này là thầy giác nhàn hộ niệm cho chú Nguyễn Văn Công giảng sanh, mà ông làm luôn một câu là giảng sanh giác nhàn. Người ta tưởng thầy giác nhàn giảng sanh rồi, nó vô nó coi cái đĩa đó. Mà cái đĩa này mà mang xuống mấy cái tiệm, mà cái tiệm đồ ăn tươi sống á ngang, tôi thả vô đó. Chúng tôi thả vô mấy cái bà già chủ, mấy cái bà chủ tiệm mà ớt lạnh hết trơn. Bây giờ do má thôi chứ cũng giết gà giết vịt đó. Mà lúc nó đi nó nói một câu này mới hay ngang cái gì. Má ơi, má về má bỏ cái nghề này nghe má. Mà lúc trước làm cũng có tiền lắm ngang, mà bây giờ chết không có một đồng. Bà nói nếu mà con không qua đây á là con không có cái hòm để chôn con đứa con Nguyễn Văn Công á. Dễ sợ thiệt. Con nhận là sát sanh lấy cái tiền thọ mạng chúng sanh sống, khi mà nó đổ nghiệp ra là không còn một đồng trong nhà. Nó bệnh tốn sạch hết rồi. Nếu mà nó ở nhà cho con quấn chiếu con đào lỗ con chôn quá. Hôm qua bên này mấy chú lo lắng, nó kêu mấy chú ơi, má con nghe mùi thúi này với gia đình phải bỏ chạy trốn, trông cho con chết sớm, mà sao mấy chú thương con vậy? Vì sao mấy chú thương con? Chú Sơn mới nói sở dĩ chú thương con là muốn cho con niệm Phật giảng sanh. Nó kêu à vậy thì con niệm cho mấy chú biết. Thôi rồi nó niệm tới bến luôn cái gì. Cái những cái hoàn cảnh này chúng ta nói là cái ấn tượng nó khó phai, nó đẹp lắm. Có nhiều người nói cái chùa chúng tôi nhận những ca về quảng cáo, không có đâu, không muốn quảng cáo đâu. Vì sao vậy? Mình phải làm bằng cái tâm chân thật mới cảm với Phật, mới cảm đến cái người này, người ta niệm Phật để người ta ra đi. Chứ còn mình làm mà với cái tâm khoe khoang khoác lác quảng cáo á, không mấy bữa là nó rụng nó giải tán á. Hiểu không? Quảng cáo nghĩa là khoe khoang khoác lác, không có thực sự làm vì tấm lòng chân thật để tích lũy công đức hồi hướng về cực lạc. Mà quảng cáo khoe khoang để người ta tới đông đây cúng dường mình lợi dưỡng, mình xây chùa cao Phật lớn, thì cái này một thời gian nó lụng bại. Cái này làm mà nó không có âm đức, nó không có cái gốc, làm cái ngọn không ăn thua. Mà chúng tôi làm đây bằng tấm lòng chân thật để cho mọi người thấy người ta lo người ta ăn chay đi, người ta lo người ta đừng có sát sanh đi. Đó là cái tấm lòng mà chúng tôi chân thật hôm nay nói quý vị, chứ không phải chúng tôi quảng cáo nha. Có nhiều thầy quý sư cô chúng tôi không dám nói tên, nói sao ông quýnh phù mỏ. Ông thầy nhàn làm cái gì cũng đưa lên băng để ông khoe khoang. Cái đó là thầy nói chứ không phải tôi không có cái tâm đó. Tôi không có cái tâm đó. Mà tôi muốn đưa ra cho mọi người biết, người ta thấy được cái pháp môn niệm Phật nó vi diệu. Và những người người ta đau bệnh, người ta ra đi một cách nhẹ nhàng trong phòng hộ niệm. Chứ không phải là chúng tôi đưa khoe khoang. Cái chuyện đó là thầy nói, cô nói, chứ tôi không có làm. Tôi không có nghĩ đó, ý nghĩ đó. Làm sao thầy biết cái tâm chúng tôi mà thầy nói như vậy? Vì vậy chứ coi chừng thấy sự việc hành động đó mà mình nghĩ theo ý mình nói sai là đọa chết nha quý vị nha. Cho nên thành ra với tấm lòng của chúng tôi khi làm lên với cái pháp hội này là để tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Và chúng tôi muốn làm, và các đại chúng mấy chục chú, mấy trăm chú đây là muốn tích lũy công đức, chứ không phải muốn khoe khoang khất lót và cầu lợi dưỡng người ta đến đây cúng dường nhiều. Thực ra đến đây người ta cúng dường, chúng tôi cũng nuôi lại các cụ già, lo lắng các cụ thôi. Chứ không phải chúng tôi đem các cụ 950 cụ về đây rồi khoe khoang lên khắp nơi trên thế giới để người ta vì các cụ dưỡng lão mà người ta mang tiền đến cúng dường, không có. Mà chính các cụ ở đây, các chú ở đây là do những ngày chủ nhật những người tới đây người ta phát tâm. Chứ không phải cái nguồn tiền nào mà kêu rằng là gửi đến 5-70 ngàn hoặc 1-2 tỷ đồng hàng tháng tới một cái người tỷ phú đó, không có. Không có. Mà chỉ có những người Phật tử về đây người ta tu tập tùy hỷ người ta phát tâm. Chứ mấy chú không có kêu gọi, chúng tôi cũng không kêu gọi. Như vậy gọi là đủ phước. Thì gì? Thì ứng cúng. Ứng là cảm ứng, cúng là người ta tùy duyên người ta cúng dường. Đó. Thì cái pháp hội này nó sẽ tồn tại. Có nhiều người nói là pháp hội thầy Giác Nhàn bảo phát bảo tàng, cho đông đi vài bữa bể cho coi. Nghĩa là người ta làm không được, người ta ganh ghét. Rồi người ta gì nữa? Ganh tị. Chứ cái cõi đời này là thế gian. Thế gian cho nên thành ra ở trong này nó mới ganh ghét, rồi người ta mới chỉ trích, người ta mới chù dập, người ta làm cho mình thân bại danh liệt. Chứ người ta không thấy người đó làm được, bây giờ người ta tới người ta học hỏi, để người ta coi thử coi người ta học làm cách làm sao, bây giờ mình làm như vậy đi. Không, họ làm không được họ ghét. Không ăn phá cho hồi, không làm được người ta ghét. Thì những người này mang cái tâm này thì không bao giờ người ta phát triển được hết. Ngày sáng bà cụ nói một câu, tự nhiên chúng tôi kêu, chà bữa nay bà này bà thuyết pháp hay á ta.
Biết bà nói sao? Mình ghét người ta thì cái ghét nó ở trong tâm mình, thì mình hại mình rồi. Mình la mấy chú thì cái la đó, cái bực đó ở trong tâm mình, thì mình hại mình rồi. Cho bữa nay bà giảng nha, bữa nay bà giảng nữa nha. Tự nhiên bà ngồi bà nói. Tự nhiên bà ngồi bà nói à. Nó lạ. Cho nên thành ra với cái pháp môn tịnh độ này nó thù thắng. Mà cái mục tiêu chúng tôi vẫn đầu tư cái phòng hộ niệm đó. Nếu mà đầu tư cái đạo tràng này, người ta tới tu xong người ta lui về, hoặc giả các cụ ở đây mấy trăm cụ luôn mà lúc mất không có cái phòng hộ niệm, các cụ tự tại giảng sanh được không? Tình trạng các cụ với chúng tôi tự tại thâu thần tịch diệt biết ngày giờ cũng hơi hiếm. Cho nên cái phòng vãng sanh này là chờ 950 cụ vô trong này á. Và những người có duyên với pháp hội này để vô trong phòng vãng sanh. Cho nên cái phòng vãng sanh này chúng tôi thấy đây cũng là một cái trạm để giúp cho quý vị có cơ hội, cơ may để vãng sanh cực lạc. Cho nên trong chùa mà không có phòng vãng sanh là uổng lắm. Phòng gì cũng có, phòng ăn có, phòng khách có, phòng ngủ có, phòng chánh, trên chánh điện có, mà không có phòng vãng sanh. Mà trước sau vậy thầy trụ trì cũng phải ra đi thôi, đúng không? Cho nên khu chuyên tu chúng tôi cũng có phòng vãng sanh với đó ngang. Bà cụ chúng tôi đi cũng như mấy chục chú là hộ niệm riêng với đó. Và khi cụ đi với đó là không có một ai biết ở dưới đó đâu. Ở trên này là không có một người nào biết. Chúng tôi hộ niệm cho xong hết dưới đó ngang. Và chúng tôi là gì? Mới thông báo lên trên này, mới mang cái quan tài lên đây để trên này. Có nhiều người người ta nói làm sao thầy nhàn, ông nói tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình mà ông cứ lo cho mẹ mình, còn mấy trăm bà cụ này sao ông không lo? Không lo sao sống? Ông lo sao ăn ở đây? Cũng lo mà mỗi cấp độ khác nhau. Bây giờ bà cụ là đáng lẽ bà lên tỳ kheo rồi đó, xuất gia 15 năm mà chúng tôi để cho cụ sa di thôi. Đó là một người thân mẫu chúng tôi, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà vua Tịnh Phạn mất thì ngài về, ngài phải gánh cái hồn để trên vai. Ngài kêu đây là một vị ân nhân trong đời này, ta phải làm trọn vẹn của đời này. Còn những vị là ân nhân của đời trước chúng tôi thì quý vị về trong này chúng tôi cũng lo. Cho nên thành ra mỗi người chúng tôi có một cái hoàn cảnh nó khác nhau. Vì vậy cho nên bà cụ chúng tôi là chúng tôi đang ở bên canh cánh trong chờ để bà biết ngày giờ ra đi. Đang canh cánh trong chờ. Bà kêu bữa nay sao mà nó mát mẻ, ngồi dưới này không có một người nào vô làm phiền, tôi niệm Phật sướng quá ông thầy nhàn ơi. Trời, nói câu tự nhiên trong lòng mình mát ruột quá rồi. Đó. Thì chúng tôi nghĩ cái tình trạng bà cụ nếu mà bà cứ cái đà như vậy á, buông xả hết tiền bữa nay cũng không nhận nữa. Hôm bữa mắc cười lắm. Ở bên Mỹ á, hỏi bà cụ sao rồi, bà khỏe không? Hử, điếc á mà. Rồi sao, chừng nào thầy về? Thầy kêu nửa tháng nữa về. Hả? Nghe cho kỹ nè, nửa tháng nữa về có cần gì không? Không có cần gì hết á, có tiền mua sữa anh su không có là thôi. Mắc cười. Thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là bữa nay bà không có giữ tiền, không cần tiền, đưa tiền không lấy. Bà cụ á, không có xài cái gì nữa hết trơn, ăn cơm rất đơn giản. Cũng không ăn rau sợ người ta xịt thuốc nữa chứ, ăn rất đơn giản. Thì chúng tôi thấy cái cơ may của bà cụ giảng sanh nó tương đối khá lớn. Chúng tôi ở bên cạnh để mà lo. Mà khi chúng tôi đi Mỹ chúng tôi cũng làm hết thủ tục. Chúng tôi kêu nếu bà cụ đi mà chúng tôi quay về không kịp là cứ hộ niệm, chừng nào mà nó thiệt thúi á ngang, bỏ bịch ni lông cột lại. Cột lại để chúng tôi về chúng tôi nhìn thấy cái mặt, để chúng tôi hộ niệm làm sao mà cho tươi, nó không thúi mới được nha. Rồi mang về để là tính. Nếu mà đi về chuyến bay mà đang mở pháp hội, chuẩn bị mở ca ly hôm nay thứ 6 trang trí xong, ngày mai bắt đầu lên pháp tòa để giảng hướng dẫn, mà bữa nay thứ 6 bà cụ mất, chúng tôi cũng đổi vé đi về liền, bỏ pháp hội đó. Phật tử hoan hỷ chúng tôi mới đi. Chắc là người ta phải hoan hỷ thôi, không à. Nghĩa cử của cái người mà khi lúc lâm chung của cái người Á Đông chúng ta, nó có cái hay là đến để tôi thắp cho họ một nén nhang, đến để tôi niệm Phật cho họ một câu, đến để tôi tiễn đưa họ. Đây là cái nghĩa cử của người Đông Á, rất hay, rất hay. Mà đây là cái nghĩa cử của người Đông Á như vậy, mà đây là mẹ của mình, mà chẳng lẽ mình về không được? Phải về, mọi việc đều bỏ hết, phải quay về. Mà quay về nếu mà chuyến bay delay mà nó trễ thì cũng phải để bên ngoài đó, để bên ngoài đó.
Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi muốn chiêm nghiệm những người vãng sanh. Nếu người ta không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta phải để lại những thỏi tướng tốt để chúng tôi tin vào cái danh hiệu A Di Đà Phật. Tin vào cái danh hiệu A Di Đà Phật là cái lúc lâm chung mà họ được niệm Phật ban hộ niệm trợ niệm cho họ, thì cái sắc diện của họ thay đổi. Và có những người để một tuần không thối, sư cô Pháp Giác bị nhồi máu cơ tim, để một tuần, sư cô này là người Đài Loan, chúng tôi có coi cái phim sư cô này, để một tuần không hôi thối, để bên ngoài mà cũng không có ướp đá, không có để một cái gì bất cứ bên cạnh hết, để mấy cái hoa, một số những cái hoa đó để xung quanh thôi, mà lại một tuần không thối. Thì chúng tôi mới nói các chú là bà cụ để một tuần thử coi sao. Bên Mỹ là khó ngang, bên Mỹ để một tuần không phải dễ đâu ngang. 24 tiếng đồng hồ là người ta tới, người ta mang đi, người ta bơm thuốc rồi đó. Nhưng mà có nhiều người là chết là chở đi liền đó. Chút nữa chúng tôi sẽ mời một chú ra đọc một cái bài tiếng Việt, là cái bản di chúc của Ấn Tổ mà chúng tôi in cho ở bên Mỹ rất là nhiều. Người ta xích thinh xin cái bản lời căn dặn lúc lâm chung, lời căn dặn lúc còn sống và đã lâm chung, lúc còn sống là phải hộ niệm như thế nào, trong này nói rất kỹ. Đây là một cái tờ di chúc hay là lời căn dặn, cái này rất cần thiết. Chúng nữa mong một chú đọc cho quý vị nghe, ai thích thì chúng tôi tặng, còn không thích thì thôi. Mà cái tờ này đó ngang, khi quý vị cầm như vậy đó ngang, quý vị từ từ nói cho gia đình mình biết, để gia đình mình lúc lâm chung phải làm những cái gì. Đây là tổ ngang, tổ ăn quan vậy đó, rất là cần thiết. Chúng tôi nghĩ là những người trong này đôi khi chưa biết những cái ý niệm như vậy đâu. Và có một tờ tiếng Anh, và cái tờ tiếng Anh này là cái bà cụ bên Oregon á, bà viết cái tờ tiếng Anh này là luật sư á đồng ý chấp nhận cho bà ở lại 24 tiếng đồng hồ. Cái này là khó kiếm cái tờ giấy này bằng tiếng Anh luôn. Mà quý vị ở bên Mỹ á, mà quý vị để cái tờ giấy này lại trong nhà và bác sĩ chê rồi mang cái người thân nhân quý vị về nhà niệm 24 tiếng đồng hồ xong, cái người mà đến để mà chở cái xác quý vị đi bơm thuốc á, mình sẽ đưa tờ giấy nói với họ là tâm nguyện của người thân tôi muốn như vậy và luật sư đồng ý trong này, đưa cái tờ giấy đó cho họ luôn. Và tờ giấy này luật sư đã bên Mỹ á đã làm và có kết quả. Chúng tôi muốn đưa cái tờ giấy này đọc bằng tiếng Anh, những người xem qua cái đĩa này khắp nơi trên thế giới người ta biết đến cái tờ giấy này, và lên trên trang web vô lượng thọ .vn lấy bằng tờ giấy tiếng Anh này, lấy tờ giấy tiếng Việt này để cho con cái mình xem, và lấy tờ giấy tiếng Anh này để mang ra luật sư, để luật sư làm chứng cho mình. Cho nên mấy người mất ở bên Mỹ á ngang, mà được tờ giấy này là họ mừng dữ lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi chết cái nó chở đi nó bơm thuốc à. Cho nên hôm nay ngày đầu tiên chúng tôi muốn về đây, chúng tôi cho quý vị cái quà này. Hôm nay nhà ông đi Mỹ về, ông cho đô la, cho kẹo, cho bánh, mà ông cho cái lời căn dặn lúc chết. Cái này quan trọng lắm á ngang. Đó. Mấy hôm nay chúng tôi soạn cái này ra rồi đó. Ha. Cái này là cái bữa bối quý lắm à. Ha. À. Có một vị tên là Tạ Trung Kiên, sinh năm 1983, chú bị ung thư tuyến tiền liệt, không bài tiết được, có một đường ống dẫn tiểu ra ngoài. Mấy chú vẫn hàng ngày đổ cái nước tiểu đó cho ông dẫn tiểu ra ngoài. Mình chủ động tiểu được thì lúc mình muốn thì tiểu, không muốn thì không thôi. Còn cái này nó cứ chảy ra hoài vậy. Thì mấy chú phải gì? Phải dọn dẹp chứ. Mà mấy chú vẫn quan hỷ. Chúng tôi nói không phải tăng bốc khen các chú đâu, mà không biết làm sao mà các chú ở đây cũng coi các người bệnh đó là như cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của mình. Cái này là điều chúng tôi thấy lạ. Mà chú này đi đại tiện là đi đại tiện á, là cũng phải gì? Đi bằng ống ra luôn. Mà cái ruột nó tiêu hóa tử nó chảy ra ngang, chứ không phải là mình chủ động được nữa. Mà mấy chú dọn dẹp suốt luôn. Tội nghiệp cái chú này. Cho nên thành ra chúng tôi thấy những người mà được vào đây và những căn bệnh á, mà bác sĩ chê, hoặc những bệnh nan y á, mà được lọt vào trong này không phải dễ lọt. Lắng nghe nghe, chỗ này quan trọng nè. Chỗ này quan trọng đó nghe. Thứ nhất, oan gia trái chủ nó cản không cho đi, nó khiến một người trong nhà không đồng ý. Ghê không? Gia đình quý vị không tin tưởng, và nó khiến trong gia đình phải làm sao đó là không chấp nhận được mình đem đến chùa thầy nhạc. Chứ không phải dễ gì ai cũng lọt vào đây đâu ngang.
cả nước Việt Nam mà kêu bệnh hàng ngày, biết bao nhiêu người bệnh không, mà được bao nhiêu người vô, mười mấy hai chục người không phải là nhiều, là do gì? Do cái phước nghiệp họ không có, cái nguyện họ không có, và không tin tưởng pháp môn tịnh độ, và họ gặp nghiệp chướng phá cản, sao họ vô? Thấy không? Mà những người mà lọt vô đây là chúng tôi nói cái phước họ lớn lắm. Họ có thiện căn phước đức nhân duyên với Phật Pháp nhiều đời và trong đời này đó nghe. À, cô Trần Thị Hoan bị bệnh ung thư ngực, cô vào bệnh viện để xạ trị, nhưng không hết mà còn để hậu quả nặng thêm. Cuối cùng cô xin vào tỉnh Thất Quan Âm để hộ niệm. Thì khi quý vị biết cái ung thư ngực nó đau cỡ nào không? Sư cô liên tiếng thì chúng tôi thấy. Năm đó là năm 2009, 2008. Mà cổ đau nó hoại tử, ngay cái ngực cổ nó khuyết vô thành một cái lỗ như cái chén mà nó thúi, kinh khủng luôn. Cái bữa đó chúng tôi vừa xuống mà họ thay cái băng á, họ mở cái băng ra. Trời ơi, nó hôi, lông đầu lông ốc. Thì cái mùi hôi đó, cái mùi thúi đó, là họ muốn làm sao tránh cái mùi thúi đó. Mà muốn tránh cái mùi thúi là chỉ có chết thôi, chứ không có làm gì khác. Chỉ có chết mới tránh được. Mà bây giờ muốn chết, chết không được. Dễ sợ không? Mà trong cái lỗ của cái hoại tử, cái ung thư ngực, nó đỏ lồm, nó đỏ que luôn rồi. Mà nó thúi quá trời thúi. Thì có mấy chú kêu là thầy ơi, lúc trước là nó thúi ôm hết cả cái phòng hộ niệm, mà bây giờ ở trên đầu nó không thúi mà dưới chân nó còn thúi. Không biết làm sao dưới chân thúi quá, kêu bây giờ mấy chú xuống dưới chân niệm làm sao mà nó hết thúi nữa mới hay. Sao hết thúi? Thúi quá cỡ trời đất à. Thời gian ra đi. Mà trước khi ra đi lại gặp cái hương linh mà em của sư cô liên tiếng, là do phá thai chết, là má của sư cô liên kiến tiếng, là trong vòng thời gian 1-2 tháng hay 1-2 tuần gì đó là phá cái thai này, cho nên cái đứa bé này nó theo đeo đuổi, nó nhập vô cô liên tiếng. Chúng tôi xuống Phan Rang, thầy ơi con là sư cô liên tiếng nè, bây giờ con xin thầy về, con hết bệnh rồi. Kêu làm gì hết bệnh, ung thư sao hết bệnh, đừng có gạt thầy chứ, ai vậy? Kêu con là sư cô liên tiếng mà thầy không tin con. Kêu không, thầy không tin rồi đó nghe. Bây giờ sư cô liên tiếng thì phải đợi thầy về. Thế kêu con nói với thầy vậy thôi á, thôi con xin sư cô liên tiếng về đi, sư cô liên tiếng khỏe rồi, con là thai nhi em sư cô liên tiếng nè thầy. Thế kêu không được, đừng nói láo với thầy, phải nói thiệt với thầy. Vậy mà kêu là sư cô liên tiếng, nói phá láo như là tổn phước, biết chừng nào cho được làm người. Vậy thôi bữa nay con tin thầy thôi, cái cúp điện thoại đi cho hết tốn tiền, mà cũng sao tốn tiền thì điện thoại nữa. Rồi gọi về sư cô chủ trì, nói sư cô chủ trì, con sư cô liên tiếng là con hết bệnh rồi. Sư cô không tin, năn nỉ riết sư cô thêm cái để mùng 1 sư cô lên, cuối cùng 30 đi. Sư cô liên tiếng đi. Mà lúc sư cô liên tiếng đi là cô lập cô thấy ánh quang minh của Phật chiếu xuống. Sư cô này đặc biệt, cũng ư thôi ngực. Nằm biết bao nhiêu không? 28 ngày. Hồi gọi nó thúi lông trời nở đất luôn. Cho nên thành ra những người ung thư ngực này rất là tội nghiệp. Họ muốn lìa cái xác này nè. Họ ra đi không được. Họ muốn rời khỏi cái xác này để họ không còn nghe mùi thúi, mà rời không được. Còn ở nhà thì gia đình cứ lơ à quý vị. May thay được cái nơi này để giúp cho họ. Nhưng mà cũng không phải dễ vô nha, chúng tôi nhắc lại là không phải dễ vô nha. Cho nên quý vị về đây quý vị cứ mạnh dạn phát nguyện đi, chút nữa vô phòng vãng sanh phát nguyện đi. Đứng tại phòng vãng sanh, con nguyện lúc lâm chung con được về đây. Nếu con không về về đây là con được ban hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm, hoặc giả là con được ban hộ niệm đến tận nhà con hộ niệm. Nhưng con về đây là tốt nhất. Vô phòng vãng sanh nguyện đi, niệm Phật cho họ một chút đi để gieo duyên đi. Lỡ ngày mai thì mình còn ở đây là vô luôn. Không, cái chuyện gì quý vị không biết làm sao, chứ cái chuyện mà lúc lâm chung chúng tôi lo kỹ lắm á nghe. Và nếu chúng tôi nghĩ là nó đến với chúng tôi là chúng tôi thấy nó cũng bình thường lắm, bởi vì mình lo kỹ càng rồi. Khi mình lo kỹ càng nó đến mình thấy bình thường, mà mình lo không kỹ càng nó đến cái mình hoảng hốt à. Đúng không? Bất cứ cái chuyện gì mà quý vị không lo kỹ càng là nó đến quý vị là quý vị giật mình ngay. Còn cái chuyện kiểu nó biết rồi, có gì đâu, chuyện nó bình thường ha. Còn cái chuyện mà không lo trước không phải là bình thường đâu nghe.
Hỏi sao ông thầy Nhàn mới đi Mỹ về mà ông nói chuyện chết chóc dữ ta. Cái chuyện này là chuyện quan trọng mà. Phật nói là sanh tử sự đại mà, phải không? Con Nguyễn Thị Tuyết Hồng bị bệnh tai biến. Trước đây cô làm nghề heo, để bán heo, tức là nghề giết heo. Bây giờ nghiệp quả trổ ra, gương mặt cô bị biến dạng tương ứng với con heo. Ghê chưa? Tương ứng với cái nghiệp. Hôm bữa có một ông vô sao ông rớt cái quai hàm rồi quý vị. Cái nghiệp quả trong này à, khi chúng tôi nói đến đây là mấy chú có quay hết những đoạn phim đưa vô. Em Nguyễn Văn Giác bị ung thư quai hàm. Chú, cái chú ung thư quai hàm này mới gửi gồm nữa nha, mới dữ dằn nữa nha. Chỉ mới cả 8 tuổi mà em bị căn bệnh hiểm nghèo như vậy, khiến em ăn uống khó khăn và đau đớn vô cùng. Có lẽ đây là khẩu nghiệp từ đời quá khứ đã đến thời kỳ trả. Chắc đây khẩu nghiệp nói láo bà cố. Khẩu nghiệp bị cái hoài hàm ăn không được. Cho nên những cái hoàn cảnh này mà khi họ được vào trong này, đó là một cái nơi mà an ủi cõi lòng họ ghê gớm lắm. Còn ở nhà đâu có thời gian niệm Phật, đâu biết niệm Phật, đâu biết khai thị đâu. Chỉ nằm đó mà chịu trận thôi quý vị. Mà sao lạ, vô trong này cái bắt đầu nhờ mấy chú họ niệm, cái rồi bắt đầu cái đau á, nó giảm lần quý vị. Và cái vui của cái tâm của mình á, tự nhiên nó làm mình phấn chấn lên. Lạ lắm á nghe. Vậy chúng tôi nói một cái chùa mà tổ chức được một cái nơi để lo cho những người còn sống tới đây, người ta niệm Phật, người ta ăn chay, người ta phóng sanh, người ta tụng kinh, người ta tu hành, để nó an ủi cõi lòng khi họ ở ngoài đời, họ gặp những cái chuyện bất trắc khổ đau hoặc buồn phiền, hoặc về đây họ xả chết ha, họ xả xì chết đó, cho nó thoải mái trong tinh thần. Và gì? Và tổ chức hộ niệm cho họ lúc lâm chung luôn, thì chúng tôi mới nói gọi là trọn vẹn ha, trọn vẹn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn hồi nãy giờ là 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Hồi nãy giờ chúng tôi giảng lúc 9:15, bây giờ là 11:05. Thì chúng tôi muốn làm cái đĩa khoảng 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng một chút. Có một cái tờ giấy lời căn dặn lúc sống và đã mất của Ấn Quang Đại Sư. Nhớ nghe cho rõ nha, Ấn Quang Đại Sư nói trong Ấn Quang Đại Sư á. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi đọc một số những cái phần gọi là mái chèo lâm chung nè, mà không có thời gian đọc, chúng tôi chỉ giảng bên ngoài cái cảm xúc thôi. Ấn Quang Đại Sư có nói trong này nè: người mất gia đình muốn đẹp mắt người đời, vội vàng bẻ chân nắng chân thay quần áo để liệm cho dễ. Ấn Quang xem người này là người quá ác, phải để 12 đến 24 tiếng đồng hồ. Trên cái giấy này rất giá trị. Cái giấy này chúng tôi không có đề cái chữ dưới đó là của Ấn Quang Đại Sư, mà chúng tôi nói hết cho mọi người biết trong này là lời căn dặn của Ngài Ấn Quang đó. Và cái tờ giấy này á, là lời căn dặn lúc lâm chung, để lúc mình đột tử, đột ngột mình mất, thì con mình thấy đây là lời căn dặn của mình đã làm theo. Rất hay, rất cần thiết. Hôm trước, 4-5 năm về trước chúng tôi cũng có phát, nhưng mà đợt này chúng tôi qua Mỹ, chúng tôi thấy bên Mỹ người ta nhận nhiều quá, thì chắc Việt Nam người ta cũng nhận á. Chúng tôi in 5.000 tờ luôn. Ở trong này ai xin giơ tay lên chúng tôi cho nha. Vậy là muốn dặn sanh hết rồi. Muốn dặn sanh mới nhận cái tờ giấy gọi là cái bản này. Thì hôm nay chúng tôi ủa sao chưa biết cái gì trong này mà dám nhận? Chắc là tin tưởng lời chúng tôi nói phải không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ mời chú Nhận Minh ra đọc cho mọi người nghe cái tờ giấy nha. Chú Nhận Minh là sẽ đọc trước cái tờ giấy tiếng Việt, còn chú Trúc Minh này thì đọc cái tờ tiếng Anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử đồng tu. Vâng lời thầy chỉ dạy, Nhận Minh con xin được phép đọc những lời dặn dò lúc còn sống và đã mất, được trích từ những lời dạy của Ấn Quang Đại Sư. Kính trình lên thầy, chư tôn đức tăng ni và toàn thể Phật tử hoan hỷ chứng minh. Những lời dặn dò cho các con cháu hiếu thảo của tôi. Bản thân tôi suốt đời niệm A Di Đà Phật, cảm thấy được sự lợi lạc rất nhiều,
Nếu các con có lòng hiếu thảo với tôi, thì nhất định phải giúp đỡ tôi vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Đi đến cõi đó vĩnh viễn sẽ hưởng được sự thanh tịnh an lạc, tự do tự tại. Đây là nguyện vọng lớn nhất của suốt đời tôi. Nên biết rằng con người lúc gần tắt thở giống như con rùa sống bị lột vỏ, vô cùng đau đớn. Nếu như các con thật sự muốn tôi ra đi tự tại, vả lại hy vọng có thể phù hộ cho cả gia đình, thì nhất định phải thiết thực hoàn thành tâm nguyện của tôi sau đây. Số 1. Trong lúc bệnh tình của tôi nguy ngập, tuyệt đối không được dời động thân thể của tôi, không được thay quần áo, không được khóc lóc, khóc than thảm thiết, mà phải vì tôi chân thành niệm A-di-đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn tôi vãng sanh Tây Phương. Số 2. Trước khi tôi sắp lâm chung, xin liên lạc gấp với ban hộ niệm Tịnh Thất Quan Âm để thỉnh cầu họ đến hộ niệm cho tôi. Điện thoại số 01284-288073 hoặc 0166-993930. Các con đều phải nghe theo lời chỉ dẫn của ban hộ niệm, không được làm trái nghịch. Số 3. Sau khi tôi đã tắt thở, trong 24 tiếng đồng hồ phải niệm Phật liên tục không ngừng. Mọi người trong nhà đều phải luân phiên hộ niệm, bởi vì trong lúc này đối với tôi mà nói là sự giúp đỡ rất lớn lao, chính là giúp tôi duy trì tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Còn về nghi thức tang lễ, hãy đợi sau khi hộ niệm xong thì mới cử hành tang lễ. Số 4. Còn như lao mình thay quần áo, nhập liệm v.v. phải đợi sau khi vãng sanh 24 tiếng đồng hồ thì thỉnh ban nghi lễ đến làm nghi thức tang lễ. Nếu như sợ trời nóng sẽ có mùi vị khác thường thì trong nhà nên đốt đèn, nốt đàn hương và để nước đá. Số 5. Những đồ cúng trong tang lễ tất cả đều là cúng đồ chay, tuyệt đối không được sát sanh để tránh tội nghiệp của tôi tăng thêm. Khách đến phúng điếu tịnh tài thì gia đình không được sử dụng, mà phải dùng làm công đức như in kinh, in sách, in băng đĩa, v.v. Số 6. Nghi thức tang lễ đều y theo Phật giáo, lấy niệm Phật làm chủ. Làm tang lễ nên tiết kiệm, không nên phô trương, không nên lãng phí. Số 7. Sau khi mất trong vòng 49 ngày, các con cháu trong gia đình phải ăn chay, sáng tối đều phải niệm Phật để hồi hướng cho tôi được vãng sanh về thế giới cực lạc. Làm được như vậy thì tôi mới có thể thật sự được hưởng sự vui sướng mà mọi người cũng được vô cùng cát tường quang minh. Số 8. Cuối cùng hy vọng từ nay về sau mọi người đều phải tin Phật, niệm A-di-đà Phật. Có như vậy thì các con nhất định sẽ được bình an hạnh phúc. Đây là tâm nguyện của tôi, được viết trong lúc tôi còn sáng suốt. Mong các con và mọi người trong gia đình tuân theo. Người lập ngôn ký tên A-di-đà Phật. Thưa quý vị, bây giờ những người nước ngoài rất cần những cái bản tiếng Anh. Chúng tôi làm bên cái bản tiếng Anh, và bản tiếng Anh này trên trang web vôlườngthọ.vn quý vị sẽ lấy xuống để đưa cho những người luật sư ở bên Mỹ, Úc, Canada, thì quý vị sẽ lưu cái xác thân mình lại được 24 tiếng đồng hồ. Ở Việt Nam thì dễ rồi. Bây giờ chú Trúc Minh đọc tiếng Anh để cho những người biết tiếng Anh nghe những cái đĩa này đưa khắp nơi trên thế giới cho những người Anh nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Thầy, con Trúc Minh hôm nay xin được đọc lời di chúc
lúc còn sống và đã chết, đã mất bằng tiếng Anh để cho những kiều bào ở hải ngoại được sử dụng. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bắt đầu đọc. Directives and will for both living and dead conditions. I, blank, being of completed conscience with a thoughtful mind and 18 years of age or older, willfully and voluntarily make my own desires. By my instructions to order through my living will, or by my appointment of a healthcare proxy, or both, that my life shall not be artificially prolonged under the circumstances set forth below. I thus do hereby declare, living will, A. If my attending physician and another physician determine that I am no longer able to make decisions regarding to my medical treatments, then I direct my attending physicians and another healthcare providers pursue the CD's rights of terminal 3 or persistently unconscious act to withhold or withdraw treatments from me under the circumstances that I have indicated below my signature. I understand that I will be given treatment that is necessary for my comfort or to alleviate my pain. B. If I have a terminal condition, 1. I direct that life-sustaining treatments shall be withheld or withdrawn if those treatments would only prolong my process of dying. And if my attending physician and another physician determine that I have an incurable and irreversible condition that even with the administration of life-sustaining treatments will cause my death within 6 months. 2. I understand that the subject of the artificial administration of nutrition and hydration that will only prolong the process of dying from an incurable and irreversible condition is of particular importance. I understand that if I do not cite this paragraph, artificial administered nutrition and hydration will be given to me. I further understand that if I cite this paragraph, I am authorizing the withholding or withdrawal of artificial administered nutrition and hydration. 3. I direct that and order medical directives, if any. C. If I am persistently unconscious, 1. I direct that life-sustaining treatments to be withheld or withdrawn if those treatments will only serve to maintain me in an irreversible condition, as determined by my attending physicians and another physician, in which thoughts and awareness of self and environment are absent. 2. I understand that the subject of the artificial administration of nutrition and hydration for individuals who have become persistently unconscious is of particular importance. I understand that if I do not cite this paragraph, artificially administered nutrition and hydration will be given to me. I further understand that if I cite this paragraph, I am authorizing the withholding or withdrawal of artificially administered nutrition and hydration. 3. I direct that order other medical directives, if any. My appointment of healthcare proxy. A. If my attending physicians and another physician determine that I am no longer able to make decisions regarding to my medical treatments, then I direct my attending physician and another healthcare providers
pursue the steady rise of the terminal tree or persistently unconscious act, to follow the instruction of blank, whom I appoint as my healthcare proxy. If my healthcare proxy is unable or unwilling to serve, I appoint blank as my alternate healthcare proxies with the same authority. My healthcare proxy is authorized to make whatever medical treatment decisions that I could make if I were able to accept those decisions. Regarding to life-sustaining treatment can be made by my healthcare proxies or alternate healthcare proxies only as I indicate in the following instructions. B. If I have a terminal condition. 1. I authorize my healthcare proxy to direct that life-sustaining treatments to be withheld or withdrawn if those treatments only prolong my process of dying, and if my attending physician and another physician determine that I have an incurable and irreversible condition that, even with the administration of life-sustaining treatments, will cause my death within 6 months. 2. I understand that the subject of the artificial administration of nutrition and hydration is of particular importance. I understand that if I do not cite this paragraph, artificially administered nutrition or hydration will be given to me. I further understand that if I cite this paragraph, I am authorizing the withholding or withdrawal of artificially administered nutrition and hydration. 3. I authorize my healthcare proxy to add other medical directives, if any. C. If I am persistently unconscious. 1. I authorize my healthcare proxy to direct that life-sustaining treatments to be withheld or withdrawn if those treatments will only serve to maintain me in an irreversible condition, as determined by my attending physicians and another physician, in which thoughts and awareness of self and environment are absent. 2. I understand that the subject of the artificial administration of nutrition and hydration is of particular importance. I understand that if I do not cite this paragraph, artificially administered nutrition and hydration will be given to me. I further understand that if I cite this paragraph, I am authorizing the withholding or withdrawal of artificially administered nutrition and hydration. 3. I authorize my healthcare proxy to add other medical directives, if any. Conflicting provision. I understand that if I have completed both living will and have appointed a healthcare proxy, and if there is a conflict between my healthcare proxy's decision and my living will shall take precedence unless I indicate otherwise here. General provisions. A. I understand that if I have been diagnosed as pregnant and that diagnosis is known to my attending physician, these directives and will shall have no force or effect during my pregnancy. B. In the absence of my ability to give directions regarding to the use of life-sustaining procedures, it is my intention that these directives and will shall be honored by my family and physicians as the final expression of my legal right to refuse medical or surgical treatments, including but not limited to the administration of any life-sustaining procedures. I also authorize my family to keep my body after my death 24 hours for chanting and praying,
Regarding to my religion beliefs, I accept the consequences of such refusals and authorizations. See, these directives and wills shall be in effect until they are revoked. D. I understand that I may revoke these directives and will at any time. E. I understand the full of importance of these directives and will, and I am emotionally and mentally competent to make these directives and will for my healthcare. Sai date. Nam mô A Di Đà Phật. Con đã xong. Quý vị, nãy giờ cái bản tiếng Anh nội dung cũng giống như cái bản tiếng Việt mà chú Nhượng Minh đọc đó. Nhưng mà bên luật sư bên Mỹ họ viết đầy đủ hơn, nó dài hơn. Cho nên đây là cái bản luật sư đã duyệt qua những người nào bên hải ngoại đó. Lấy cái bản này xuống mình đưa cho luật sư thì chắc chắn là họ sẽ đồng ý. Và khi có sự cố gì công an họ mời ra tòa thì luật sư này sẽ đứng để can thiệp với chúng ta. Mà bà cụ bên Oregon bà đã thành công cái việc này để 24 tiếng đồng hồ. Và những người coi qua cái giấy này hỏi luật sư thì luật sư ok, không có chuyện gì hết. Coi như là thành công cái giấy này. Cho nên những người Việt Nam ở các nước trên thế giới rất nhiều. Chúng tôi nghĩ nếu họ xem qua được cái bản tiếng Anh này rất phù hợp cho họ khi họ được hộ niệm tại nhà. Thưa quý vị, điều chúng tôi thấy rất là lạ, từ hồi sáng giờ nắng không có gắt. Bởi vì bên ngoài chưa che được mấy cái mái, cho nên thành ra quý vị ngồi bên ngoài rất là nắng. Nhưng mà sáng hôm nay không có nắng nhiều lắm. Mấy lúc trước chúng tôi chỉ thấy quý vị lấy mấy cái áo lạnh, áo gió che trên đầu. Nhưng hôm nay đến trưa rồi mới nắng gắt thì bóng nó đã qua khỏi mái nhà. Cho nên những người ngồi bên ngoài cũng rất là mát mẻ. Chắc cũng là có cái sự gia trì của Phật. Thưa quý vị, hôm nay cũng có một số các em nhỏ đi đến pháp hội của mình tham dự. Ở đây có những vị phụ huynh nào mà đưa em nhỏ đến đây để tham dự á, có thể cho mấy đứa em nhỏ đứng dậy cho thầy biết không ạ? Có ai không ạ? Giơ hai tay đứng dậy kìa. Để em nhỏ, quý vị đứng dậy luôn, phụ huynh đứng dậy luôn. Bữa nay phụ huynh dắt các em đi đông quá ha. Có bên Mỹ nữa kìa. À, được rồi, ngồi xuống chút nữa thầy cho ăn cơm. Hôm nay có một em nhỏ có cái bài hát mà em nhỏ này tự sáng tác nương cái lời nhạc của những nhạc sĩ khác. Có làm cái bếp nhạc nữa. Và cái bài hát hôm qua gặp chúng tôi hát, chúng tôi thấy hay quá. Thì để thay đổi cái không khí, để cho đứa bé này có thể lên hát cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni và cúng dường cho toàn thể quý Phật tử ha. Xin mời Diệu Âm Hoa Đức. Thưa quý vị, thì hai đứa bé này là con của cô Hoa Trí mà thường hay tác bạch, quý vị nhớ không ạ? Đọc những cái bài Vu Lan hoặc là kỷ niệm 30 năm xuất gia của chúng tôi đó. Cô Hoa Trí đọc những cái bài này ở bên nước ngoài người ta rất là thích. Chắc ngày Vu Lan này cô cũng sẽ đọc một cái bài Ý Nghĩa Hoa Hồng ngày Vu Lan. Vu Lan năm nay chúng ta sẽ làm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch quý vị. Mùng 6 chúng ta lên trước để sáng mùng 7 chúng ta làm lễ Vu Lan. Năm nay không có nhiều ca sĩ hát, Châu Thanh đã đi nước ngoài và chúng tôi lâu lâu có cái duyên những đứa bé nó hát bằng cái lòng chân thật của nó, chứ chúng tôi không muốn mời ca sĩ đến đây nữa. Tuy nhiên Vu Lan trên này, đợt này quý vị sẽ gặp nhiều cái tiết mục rất là hay. Chúng tôi nghĩ quý vị sắp xếp được thì chúng ta sẽ lên dự Vu Lan. Mùng 1 tháng 7 chúng tôi cũng có giảng ha. Thôi giờ mời hai con hát một bài hát để cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni ha, và tặng cho toàn thể quý Phật tử ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa các chư vị tăng ni và kính thưa các
chư vị đồng tu. Hôm nay dự âm hoa đức, con và em là dự âm hoa Huệ có nhân duyên đến văn tập tại đây để gửi trước hết là cúng dường mười phương chư Phật một bài hát mà do con tự viết, và sau đó nữa là cho các cô chú chư vị đồng tu, những ai đã có nhân duyên biết đến pháp môn Tịnh Độ và những ai chưa có nhân duyên chưa gặp được Đức Phật A Di Đà, thì qua bài hát này mong rằng mọi người sẽ hiểu hơn về pháp môn Tịnh Độ của mình cũng như Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Thank you.
Nãy giờ chúng tôi giảng mà bên ngoài không đứng, giờ nghe hát đứng luôn. Hình như cái máu nghệ sĩ nó còn. Thưa quý vị, những em nhỏ này rất là giỏi, tự viết lên những cái lời chúng tôi giảng, đó là cái phương pháp niệm Phật nhép môi. Những cây nhà lá vườn đơn giản như vậy mà nó đầy, nó chứa chan nhiều cái đạo vị trong đó. Thưa quý vị, hôm nay thời gian chúng ta sinh hoạt nhiều hơn mỗi lúc. Mỗi lúc là thường 9 giờ chúng tôi sinh hoạt đến 11 giờ hoặc 11 rưỡi là 2 tiếng rưỡi. Hôm nay 9 giờ kém cho đến 12 giờ kém, gần 3 tiếng mấy 4 tiếng. Bây giờ thời gian đến đây cũng đã hết. Chúng tôi cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Thể Khinh An chúng sanh dị độ và dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh. Và cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có mặt trong pháp hội hôm nay được lắng nghe cái đề tài hành trang để mang theo về Tây Phương Cực Lạc. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Giáp Ngọ 2014, tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà tổ chức cộng tu một ngày. Hôm nay chư vị Phật tử phát Bồ Đề Tâm về đây cộng tu bỏ tịnh tài ra để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được nghe chánh pháp, được quy y Tam Bảo, được sám hối nghiệp chướng và được nghe Phật pháp. Quý vị được công đức pháp thí là được trí tuệ sáng suốt. Hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt. Và hôm nay đáng lẽ những con cá này bị các cổ nhỏ nông chiến xào nấu nướng đau đớn hoàng hoài sợ hãi trên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn, đó là 10 công đức trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, hôm nay đầy đủ nhân duyên quý vị được về kết duyên với Phật pháp, với pháp hội A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất. Trong kinh Phật vọng đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên tánh Phật quý vị do phiền não tham sân si che lấp nghiệp chướng sâu dày, không biết bố thí cúng dường tạo nhiều nghiệp ác, cho nên quý vị phải mang thân lồi súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. Và trong kinh Phạm Võng Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đã luân hồi sanh tử bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay, cho nên người chết làm cá chết làm người chết làm dê chết làm người chết làm chim chết làm người, đã sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay quý vị được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và nghe những lời khai thị của chư Tôn Đức Tăng Ni. Giờ đây quý vị hãy lắng lòng mình cho thanh tịnh để quý y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng đồng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Dương chi tịnh thị biến sái tâm thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tân duyên diện tội tiêu khiên họ diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Phù Tử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Thiên Chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu thực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đản định đàn tràng sái khô mộc nhi tán dương sơn khí đế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trường quế thánh phạm vô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu căn lồ thị năng linh nhất đích biến tầm phương tinh chiên câu hế tặng quyên trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà dạ la la dạ đa niên đà la a di đi đô bà tì a di đi đà đấm tăng bà tì a di đi đà tì ta lăng đế a di đi đà tì ta lăng đà dạ di đi chỉ đà ca lệ ta bà na. Nam mô a di đà bà dạ đa la đa dạ đa điên đà la di đi đô bà tì a di đi đà tấn
cam ba tỳ a di đà ra tỳ ca lan đế a di đà ra lan đa ya di đà ya ya na di đà ca lê ya ra ba ya ra ya ra di đà na na di đà do ta di đà ra nam cam ba tỳ a di đà ra a di đà ra tỳ ca lan đa ya di đà ya ya na di đà ca lê ta ba. Này tất cả các loài chúng tình thượng cầm hạ thú ơi, quý vị quy y Phật Lượng Túc Trung Tôn, quy y Pháp Ba Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Chúng Chư Chúng Trung Tôn. Này tất cả các loài chúng sanh thượng cầm hạ thú ơi, quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy y tổng hữu ác đảng. Này tất cả các loài chúng sanh thượng cầm hạ thú ơi, quy Phật rồi không đọa địa ngục, quy Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi không đọa vàng sanh. Tất cả chúng sanh thượng cầm hạ thú đã tạo bao ác nghiệp từ đời vô thủy cho đến hôm nay, từ thân khẩu ý phát sanh ra, tất cả chúng sanh này xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở phương Tây thế giới an lành, ở con nay sinh sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Quý vị vừa niệm Phật vừa giơ tay tùy hỷ để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai?